chia sẻ lên nhiều lắm. Hello, xin chào mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Nắng chói quá. Ngồi tóc bạc như vậy. Hello. Hello cả nhà, xin chào mọi người chia sẻ bài giùm em ngon nha. Rồi xong, xin chào vô mọi người ơi. Hello à, em chào chị Hương Lan Nguyễn, chào mọi người. Rồi chào cả nhà, vô mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm em ngon nha. Ai em lên cái nồi cà chua nè, dễ thương lắm luôn. Rồi con này em ngon cân cho cả nhà. Vô quá mọi người. À, 120.000, mã là 120 giùm em cái nồi cà chua. Mã là 120 à, 120.000. Rồi lên cái lon nước mới nè, mới ken luôn, đẹp lắm. Bé này là 55, mã 55 giùm em nha, 55.000. Mã là 55 ạ. Rồi em lên bình nước 1 lít nha, mấy anh chị yêu có cần gì thì nói em ngân lên cho mình nha. Cái bình này nó có cái nắp ở trong, bọc ở trong luôn mọi người, xịn ha. Vừa có nắp trong vừa có nắp ngoài luôn. Em chào Thanh Ly, hello, xin chào. Rồi nắp của nó là cái ca. Bình này 105, mã là 105 giùm em. Mã là 105, 105.000. Hôm nay có kẹp anh chị, hôm nay có mấy cái kẹp Tifan nè. Đây. Hôm nay có mấy cái kẹp Tifan luôn nha, Tifan hết luôn á. Có con này không phải Tifan thôi, 200.000 một cái nha. À, rồi em chào mấy anh chị mới vô nha, mọi người đừng quên chia sẻ bài giùm em ạ. À. Rồi, em lên cái bình nước 45.000, mã 45. Mã 45 giùm em, 45.000. Đây em lên con bình à, cho mấy cái chảo đẹp nha. Con này là 2 lít miệng rộng à. 2 lít miệng rộng. Đây mới tinh sạch sẽ nha. Cái này đựng canh, đựng cháo, đựng súp đều được à. Con này là 213, mã là 213. Mã là 213 giùm em. Má ơi vừa tắm vừa coi lại. Coi chừng rớt cái điện thoại xuống nước bây giờ. Rồi 213.000, mã là 213 giùm em, 213. Em có cắm trái dưa hấu mọi người, dễ thương lắm. Bên trong ok luôn nha. Đây cho mọi người check cái lòng bên trong nè. Dễ thương lắm, một cái duy nhất à. Rồi cái này em ngân bán cho cả nhà là 190.000, mã là 190. Trái dưa hấu dễ thương không? Mã là 190 giùm em, 190.000. Đây em lên thêm một con chảo cho mình ha. Bé này là size 26 và sâu lòng là 6. Chảo hôm nay đẹp xuất sắc luôn mọi người. Quá đẹp luôn ý. Rồi con này em ngân cân cho mình là 137, mã là 137 giùm em. Mã là 137, 137.000 à. Có từ luôn anh chị. Mã là 137 giùm em ngân. Rồi em lên cái quánh inox size 15 và sâu lòng là 10 nha. Cho mình mấy hai cái bình 2 lít đi. Rồi con này là 90.000, mã 90. Mã 90 ạ, 90.000 mấy cái bình thể thao dưới đây nè. 90.000, mã 90 giùm em. Loại này là hai đáy có từ nha. Đây mấy con lên thêm cho mình, cho mình mấy cái nồi men mới với. Con này là 48, mã 48 giùm em. Mã là 48, một cái bình màu hồng quá là xinh luôn. Mã là 48 ạ, 48.000. Còn cái nào khác không?
Em lên một con chảo chiên trứng size 20 và sâu lòng là 5. Bé này là 100 ngàn, mã 100. Mã 100, 100 ngàn. Để riêng cho cô tay chảo Tiffany nha con gái. Dạ, ok cô bấm mã 200 dùm con nha. Mã 200 ạ, 200 ngàn. Mã là 200. Rồi em ngon lên cái bình thể thao cho mình nè. Con này sạch sẽ, mới tinh luôn ạ. Cái ruột á, cái ruột của nó đẹp lắm. 242, mã là 242. Mã là 242. Con chào cô Thể, mã là 242. 242 ngàn. Rồi cả nhà cần gì comment em Ngân lấy cho mình vừa ý nha. À con này 47, mã 47. Mã 47 ạ. Chị Anna Lê lấy nồi cà chua. Em chào chị Nhung Trần. Cho chị một tay chảo Tiffany 200 cho chị, 200 cho chị Yến Phạm luôn ạ. 200 cho chị Yến Phạm. Rồi cảm ơn cả nhà yêu nha. Đây em lên con nồi men ngon lành cành đào. Bên trong sạch sẽ còn tem luôn nè mọi người, chưa dùng luôn á. Rồi em báo kích thước cho mình nha. Bé này là size 23 và sâu lòng là 12. Rồi con này em ngon cân cho mình là 460, mã là 460. Mã là 460 dùm em, đẹp quá mọi người. 460 ngàn. Rồi mấy anh chị yêu cần gì thì comment để bé ngon lên cho mình nha. Đây con này là 1 lít thể thao, ruột sạch luôn nè. Bé này là 105, mã là 105 dùm em, 105 ngàn ạ. Mã là 105, bình 1 lít 105 ngàn. Cho thêm mấy cái cho thêm mấy cái nồi dày đi. Đây em ngon lên cho mình con này 60, mã 60, mới tinh luôn nha mọi người. Em này là hiệu Themos ạ, 60 ngàn, mã 60. Mã 60, gan với chảo thép. Rồi em có một cái quánh mới chưa xài luôn, em ngon bán cái cho mình nha, mới ken luôn. Đây đẹp lắm. Lên bình cà phê hả? Rồi bình cà phê nhỏ nhỏ dễ thương lên giùm mình đi. Con này là 230 ngàn mọi người, mới tinh chưa xài còn nguyên tem nè. 230, mã là 230. Có chảo Tiffany lớn sâu lòng để cô một cái. Dạ có. Đây mới lên con này, để con lên chảo Tiffany nha. Con này là 2 lít dán thể thao nha. 2 lít dán thể thao giùm em. 230. 230 cho Thanh Ly. Em này là 242, mã là 242 giùm em. Mã là 242. Đây có lon cà phê đây nè Ly, để em lên cho. Đây bé có lon cà phê nhỏ. Con này là 37 ngàn, mã 37, màu đỏ đô. Mã là 37 giùm em. 37 ngàn. Đây lon cà phê màu hồng nè. Bé này là 38, mã 38 giùm em Ngân. 38 ngàn. Có từ 37 Thanh Ly. 37 em chốt cho chị Thanh Ly. Đây con này Tiffany size 29 và sâu lòng là 9 nha. Bé Ngân tìm cho cô pha cà phê để đi đơn luôn con. À con quên nữa, cái đó ở nhà con chứ không có đây. Rồi con này 203, để bữa sau con cầm qua. 203 ngàn chảo Tiffany sâu lòng này cô ơi. Cô Minh Thu. Đây em ngon lên cho mình một cái bình. Em này là hiệu Nai mọi người. Hiệu Nai nha, 1 lít. À, 148, mã là 148. 148 ngàn. Bữa hứa với cô Thủy mà con quên. Đây bé lên cái ủ cháo cho cả nhà nha. Không quay con ơi, sâu lòng không quay chật. Rồi con này là 150 để ủ cháo nha mọi người. Mã là 150. 148 con chốt cho cô Thủy ạ. 148 cho cô Thủy. Rồi bé ngon lên con bình Themos 1 lít màu đỏ. Em này là 103, mã là 103 giùm em. 103 ngàn. Em ngon lên cái quánh inox size 16, sâu lòng là 7. Sau nay kính đáo thế hả? 103 cho anh Trung. Con này là 84, mã 84, 103 cho anh Trung. Hello anh Trung. Bữa nay hả? Bữa nay em ngon không biết nữa, lấy đại thôi à. Con này là 70, mã 70 ạ, mã 70. Năng động nhìn nó đẹp theo kiểu năng động mọi người. Lên bình 1 lít cho anh Trung đi. Đây em lên nha, bình 1 lít hiệu Joji. 103 có chủ rồi, lên thêm mấy con 1 lít giùm mình đi mấy bạn. Em này là 104, mã là 104 giùm em. Mã là 104. 84 cho Phạm Trọng Tình. 84 em chúc cho anh Trọng Tình, cho anh cái bình 1 lít có vòi dài dài nhỏ nhỏ cho đủ đơn đi luôn. Đưa cái này nè, đưa cái đây. Con này là size 28 và sâu lòng là 9 nè cô Thu ơi. Bé này là 192 nè, 192, coi cô Thu có lấy không nha. Mã là 192. Anh Tình ơi cho em số điện thoại đi, có cái này mà nó không có nắp anh Trung ơi. Nó không có nắp, nó vậy nè. Hôm đi công việc gần nhà cô đổi nợ áp suất rất ok, cô cảm ơn con. Dạ cô.
192 chốt cho cô Thu. Rồi con này bán 110.000 anh Trung ơi, 110.000 nó mất cái núm nhỏ rồi. Em kiếm không ra. 110 có một cái đó độc ghê luôn á. Cho anh Trung có lấy cái đấy không nha. 110 cho anh Trung. Rồi em này 44.000, mã 44 giùm em. Mã 44 một cái lon cà phê 110 của anh Trung. Bình bi cúc đây nè, à, bình Fortet chứ em nhờ. Bình Fortet 1 lít nha, có cản đá luôn. Em Fortet này là 97.000, mã 97. Mã 97 giùm em ạ. À. Mọi người khoái cái bình đó đúng không? Cái bình nó nhìn lạ ghê luôn, em nhìn cũng thích nữa. Rồi em ngân lên thêm con ủ cháo. Bé này là 150, mã là 150 giùm em. Mã là 150, 150.000. Mã là 150 giùm em. Rồi bé lên cái quánh inox nhỏ size 15 và sâu lòng là 8 nha. Đưa mấy cái bình thể thao rồi luôn nha. Em này là 69.000, mã 69. Mã 69. Nồi inox 2 wide size 18. Ok anh Vũ Thảo có nha. À chị Thảo, dài dài cong cong là ngân cu te thích à. Con này là size 26, có từ nha, lòng đẹp luôn nè. À bé này là 147, mã là 147 giùm em. 147.000, mã là 147. Rồi bình thể thao 1 lít nha, con này vặn ở đây cũng được, vặn ở đây cũng được. Đây em này là 122, mã là 122, full inox luôn mấy chị. 1 lít 122.000. đây em lên con chảo thép cho mấy anh chị nè. Bé này là size 29 và sâu lòng là 9 nha. Con chảo thép này là 215.000, cán gỗ, mã là 215 giùm em. Mã là 215, 215.000. Bình thể thao 2 lít nha mọi người. Hiệu Themos nè, miệng rộng, thể thao. Đây, cái ruột rất là sạch. Con này là 189, mã là 189. Hôm nay cột tóc giống Natra quá hé. Tại em lỡ chơi dại mọi người, chồng chúng bộ đồ nó nóng quá, giờ chỉ có cú cái đầu thôi mọi người, nực quá. 189 cho Hà Thảo. 189 em chốt cho chị Hà Thảo. Đây nồi 18 đây nè Thảo ơi. À con này size 18 và sâu lòng là 10 nha. Hai đáy luôn ạ, hai đáy. Nhưng mà xài bếp ga đáy nhôm nha, đáy nhôm giùm em. Đây Vũ Thảo. Em này là 171, 171, mã là 171, sáng bóng đẹp. Xài bếp ga giùm em, lấy thêm vài cái nữa đi. Mã là 171 ạ, 171.000. Lên chảo chiên trứng cho cả nhà nha. Size 20 và sâu lòng là 5. Em này là 183.000, mã là 183 giùm em ạ. 183 cả nhà ơi. 171 em chốt cho chị Hà Thảo, cho mấy ngân số điện thoại nha. Bên em là chuyển khoản đi hàng, đơn trên 1 triệu sẽ hỗ trợ mình 50% tiền ship. Cho em ít đồ phát sale luôn đi nha. Rồi em lên con này 77.000, hiệu Tiger, mã 77. Có hàng nào còn hợp không em? Dạ đợt này không còn. Dùng từ, lấy cái loại nào dùng từ size 18 hai quay. Dạ rồi, để em lấy loại dùng từ cho mình nha. Rồi bé Ngân lên thêm một cái bình nước nửa lít màu hồng. Em này là 72.000, mã 72. 72 giùm em. Lên con chảo chiên trứng mới ten luôn mọi người. Cái này em bán cái nha, đẹp lắm. Rồi em cảm ơn Cẩm Tiên nha. Bé này là 108, mới ken luôn mọi người, rất là đẹp. 108 một cái chảo vuông, mã là 108 ạ. À. Lên nồi áp suất Huê Minh cần nồi áp suất bao nhiêu lít ạ? À? Đây bé lên con này. Con này là size 22 và sâu lòng là 10. Mới tinh luôn nè, lấy con này đi chị Thảo. Bé này là 108 cho Lê Minh Thu. 152, 152, con này đẹp quá luôn á, mới tinh. Em gắn núm sao cho mình. Mã là 152. 108 cho chị Minh Thu ạ. 108 cho chị Minh Thu, thêm nồi nhỏ giùm em đi. Đây bé lên con này 1 lít nha. Em này là 138, mã là 138 giùm em. 138.000, mã là 138. Chào bé Thúy hai lửa. Không, không phải, hôm nay là lá. Hôm nay là lá hậu cần. Khoảng 4 lít cho mình cái nồi áp suất 4 lít đi mấy bạn. Đây em lên đồ phát sale cho mọi người nha. Size 16 cả nhà. Ô quên, trời đất ơi, dĩa Pháp mà lấy hết khùng ghê không. Đồ Pháp hôm nay em sale có 180 một ký thôi. Mọi người mua rất là lời. Rồi, à, nguyên set này có 168.000 thôi, 5 cái nha mọi người. 168.000, 5 cái dĩa Pháp như thế này. Mã là 168 giùm em. 168, em bán một set 5 cái không bán lẻ nha. Tứ Pháp, mã là 168. Sâu lòng nhẹ nha mọi người. Để em lấy 4 lít lên cho Huê Minh nha. Đây em lên một con chảo sâu lòng. Bé này size 24 và sâu lòng là 8, xài được từ luôn.
Con này em ngân cân cho mình là 126, mã là 126 giùm em, 126.000 ạ, mã là 126. Rồi với ngân lên bình nhỏ, con này bình cà phê màu vàng nắp trong suốt nha. Em này là 59.000, mã 59. Mã 59 ạ. Mấy bé chốt đơn giọng ngọt giống nhau thật, không nhận ra ai lại hết, chào lá. Chiều chị chuyển khoản cho em. Dạ rồi, ok em cảm ơn ạ. 59 cho Thanh Trần. Con này là size 25, sâu lòng là 6, lão pháp luôn mọi người. 151, đẹp nha, xài bếp ga giùm em. Mã là 151. Mã là 151. Em chào anh Thông Cao Quang. Mùa đông không lạnh nè. Đây em lên Thi Diễm nào gọi bạn ơi. Nghe đi. Dạ nghe ạ. Alo ạ. Chị Thi xíu em điện cho em đang like nha chị Thi. Dạ dạ dạ. Đây em lên con này 4 lít nè. Tên tàn. Ờ à, không, 4 lít rưỡi nè. Nãy cục vàng nào mới hỏi em nè. Có từ luôn. Rồi con này ron nấm đầy đủ à. 850, mã là 850. Mã là 850 à. 850, 850 ngàn cả nha. Mã là 850 giùm em nha. 4 lít rưỡi, hơn nửa lít yêu cầu. À con chào mẹ. Tìm quánh không dìm nhỏ chiên trứng bán kính tầm 1 tấc 5 là 15 cm hả? Là chảo nhỏ được không chị? Chảo nhỏ chứ đúng không? Rồi em lên con này nha. Con này là size 21 và sâu lòng là 9 nha. Đây bé này có từ luôn nè cục dạ ơi. Rồi cái nồi có từ. Em này là 130, mã là 130 à. Mã là 130. Chào trực hai ca dễ thương. Anh Trung làm hoạt náo viên. Đây em lên con này 2 lít nè. Đây. Bé này là 213.000, miệng rộng sâu lòng, đựng nước được, canh cháo súp đều được nha mọi người nha. Đây quá lịch sự sò luôn. 213, mã là 213. Bình này mới em bán cái nha anh chị. Con này đẹp quá. Con này là 45.000, mã 45. Size 18 dùng từ. Size 18 dùng từ, coi có cái nào 18 dùng từ, coi giùm mình. Cái nồi 18 dùng từ. Rồi lên lon cà phê. Bé này là 51, mã 51. Có muỗng vàng không xốp? Dạ có ạ. À, 45 cho Suri, 45 cho Suri. 18 cái đó là 22 rồi. À, 18 nhỏ lắm chị, không có cái nồi 18 đâu, có cái quánh thì có. Rồi con này là 49.000, mã 49. Mã 49 giùm em. Chốt kịp cô bé ơi. Nồi 152 chốt cho ca Cao Nguyễn. À, muỗng vàng bán em bán ký nha, 100 gram 100.000. Con này là size 22 và sâu lòng là 10. Rồi con này là 100.000 mới tinh luôn, đẹp quá. 100.000 sáng bóng luôn nè. Mã 100 giùm em. Đây em ngon lên một lon cà phê. À nắp bọc. Con này là 31.000, mã 31, lon cà phê hiệu Tiger, 100 cho Suri. Đây, con này là size 16 và sâu lòng là 8, hai đáy luôn ạ. À. Rồi bé này ngân cân cho mình là 121 anh chị, mã là 121 giùm em. Mã là 121, 121.000. Đây em có một cái nồi men mini size. Bé này là size 17 và sâu lòng là 9 nha. Có từ luôn, nó có bị tróc nhẹ hai lỗ ở đây, lòng thì ok. Rồi con này ngân cân cho mình là 175.000, 175. Đây, nó có hai lỗ vậy thôi. Mã là 175 giùm em, 175.000. Mã là 175. Em ngân có cái quánh mới em khỏi mở nha mọi người. Rồi cái quánh mới này bán cho cả nhà 50k, mã 50. 175 em chốt Thanh Vũ Thảo cho chị Vũ Thảo ạ. Rồi bé lên một con nồi nhôm size 20 và sâu lòng là 15. Rồi nồi nhôm này là nồi nhôm đúc 220.000, mã là 220 giùm em. Mã là 220. 50 em chốt cho chị Hạnh Trần. 50 bé chốt cho chị Hạnh Trần nè. Lên một cái lon cà phê nhỏ màu đỏ nha. Bé này là 59, mã 59 giùm em, bình nước lớn đi. Mã 59 cả nhà yêu ơi. Cho thêm nồi với quánh đi. Đây bé lên con này tầm 1 lít rưỡi, miệng rộng sạch sẽ bên trong. Bé này là 181, mã là 181. Mã là 181 giùm em, 181.000, mã là 181 cả nhà.
bình thể thao 2 lít nè. Con này là hiệu Changer, rất đẹp. Đây, đẹp nha mọi người. Bé này là 245, mã là 245 giùm em. Mã là 245. À, nồi inox size 25 cho ca Cao Nguyễn giùm mình. Đây, em lên con nồi inox để coi 25 luôn nha. Y bon luôn. Đây ca Cao, sâu lòng là 10 nha. Ôi, nồi Mỹ nha, cục vàng ơi, em bán cái nha. Đây, em lên con nồi Mỹ cho mình ạ. À. 502, mã là 502, sao giống keo dán sắt quá vậy? Mã là 502 giùm em một cái nồi Mỹ. Major, mã là 502. Coi ca Cao có lấy không? Rồi bé lên thêm con này. Đây em lên con này là nửa lít, hiệu Joji, 60, mã 60 giùm em. Mã 60 ạ, 60.000. 502 em chốt cho Vivi ạ, Vivi cho em số điện thoại nha. Bên em là chuyển khoản rồi mới đi hàng. Đây lên cái nồi nhôm, con này là size 25 và sâu lòng là 11 nè, đẹp lắm. 60 cho cô Thịnh Thủy, 60 cho cô Thịnh Thủy. Em này là 105, mã là 105. Bình inox mới qua cho xem lại và giá chấm hỏi mới có việc. Bình inox nào vậy anh? Bình inox nào vậy anh Trung? Con này hả? Con này là 181 anh Trung, 181.000. Đây, mã là 181 giùm em. 105 em chốt cho Suri, 105 em chốt cho Suri ạ. À. VV cho em số điện thoại nha. Khách cũ hả? Uống miếng rượu cho nóng người mọi người. Rượu phải đông bằng chai vậy đó. Rồi, con này là size 18 và sâu lòng là 9, lên hết mấy cái inox luôn đi. Đây, con này là 107 nha cục vàng ơi, mã là 107 ạ. À. Mã là 107, 107. Lên cái chảo khâu quẹt nè. Con này là size size 22. Có từ luôn nha anh chị. Rồi con chảo khâu quẹt này là 122.000, rẻ bèo như con mèo. 122. 107 em chốt cho anh Tuấn Lê. Có nồi hai đáy size 16 18 không? Size 16 18 là cái quánh đó anh ơi. Cái nồi không có nhỏ xíu vậy đâu. Có quánh được không? Đưa vài cái quánh coi. Có nhưng mà nó dạng là dạng cái quánh chứ không phải là cái nồi ạ. Đây bé lên con này mới ken luôn nè. Em này là 122, mã là 122 giùm em. 122.000. Mã là 122. Nồi inox nè, con này là 2 lít nha, size 21 và sâu lòng là 9. Có từ luôn nha anh chị, ấm với là chảo. Em này là 266, mã là 266 giùm em. Mã là 266, 266.000. Anh muốn nồi hai quay dạ không có. Con này là size 15 và sâu lòng là 8 nè. Có từ hai đáy luôn. Mấy cái này nồi nhỏ xíu đó hiếm lắm mọi người. Con này có 99.000 thôi nha, hai đáy, mã 99 giùm em. Mã 99. Rồi em ngân lên ủ trà cho mình ạ, ủ trà nha. Đây em lên con ủ trà. Bé này sạch sẽ ngon lành luôn nè. Em này là 231, mã là 231 giùm em, 2 lít nha mọi người. Mã là 231, 231.000. Rồi mấy cục vàng yêu của em cần cái gì thì nói em Ngân biết nha. Đây rồi, nồi áp suất nhỏ mọi người. Con này em coi coi xong thấy ghi đây. 3 lít 2. Đây một em nồi áp suất 3 lít 2. Em có tay chảo không? Dạ cái cuối cùng ạ. 200. Rồi cái nồi áp suất này là 590 mọi người. 590, mã là 590 giùm em, 3 lít 2. Mã là 590 nha cả nhà, 590.000. Mã là 590. Tay chảo em bán à, nãy có 3 cái em bán hết 2 rồi còn 1 thôi. Đây em ngân lên một cái ấm cho mình, ấm nước có từ luôn. Con này tầm 1 lít thôi nha mọi người, nhỏ à. Bé này là 118, mã là 118. À, cho chị có một cặp bình 250 không chị? Có nha Suri nha. Lên bình cặp 250 giùm em đi. Đây em lên cái nồi Tifan size 22 và sâu lòng là 10 ạ. 118 em chốt cho Minh Khang. Rồi con này là 150.000, xài bếp ga giùm em nha, mới tinh luôn, màu cà rốt. Có cái nồi 2Y size 18, ý dùng ga cho anh xem ý em là cái nào ạ? Có cái nồi 2Y size 18 dùng ga cho anh xem. Không có cái nào size 18 luôn, sao mọi người cứ kiếm 18 ra. 20, em thấy nhiều nhỏ nhất là 20 á. Bếp ga đây nè, lấy cái này đi anh, hơn có 2cm à. Con này đẹp luôn á, 110, mã là 110. Mã là 110 giùm em, cái này đẹp rồi nè. À,
Em chào Minh Nguyên nha. Đây em nâng lên cái bình này sẵn giới thiệu với mọi người luôn nha. Đây, bình này là một cặp 250 mọi người. Trước đó là một cái 140, một cặp tới một cái 170, một cặp nó tới 340 lận, nhưng mà do vận chuyển nó tự cọ vô cái hộp như thế này nè. Nó tự trầy nhẹ thôi, nói chung là soi lắm mới thấy mọi người ơi. Rồi một cặp như thế này là em bán cho mình từ 340, sale còn 250 ạ. Đây còn mới, giấy tờ đầy đủ luôn, giữ nhiệt trên 6 tiếng và cái và dung tích của nó là 670 ml nha. Nó có hai cái nắp, một nắp bình thường để đựng canh, đựng cháo, đựng súp, và một cái nắp như thế này để mình ướp lạnh chai nước á. Đây mọi người thấy không, 250 một cặp giùm em, mà em không bán lẻ nha, 250 giùm em. Đây mọi người, ngon lành cành đào, một bình như vậy nó sẽ có hai nắp. Rồi 250 chốt cho Suri, một cặp cho chị Oanh Lam giùm mình, hàng mới 100% nha mọi người nha, nó chỉ bị chày nhẹ thôi ạ. Đây 110 cho anh Tuấn Lê, 250 cho Suri. Em còn có vài set là cho nên là không có đưa lên nhiều, chừng nào khách hỏi thì em mới đưa lên. Đây lên một cái lon nước màu xanh quá là xinh, em này là 57.000, mã 57 giùm em, đẹp chưa, mã 57 màu xanh 57.000. Rồi em ngân lên cho mình mấy cái nồi treo rồi này nọ đâu bạn, nồi không qua, chảo không quay. Đây bé lên con này nha, 2 lít mọi người ha, miệng rộng sạch sẽ này, dáng thể thao, 162, mã là 162. Rồi em cảm ơn anh Quốc An Lộc nha, 162, mã là 162 giùm em ạ. Cảm ơn mọi người. Đây em ngân lên con này, 162 cho Hoàng Lê ạ. Lên thêm bình thể thao miệng rộng đi. Bé này size 22 và ngang là 16, sâu lồng là 5 nha cả nhà. Rồi cái này 1, 2, 3, 4, 5. Hôm bữa em bán 220 một ký, nhưng mà hôm nay sale còn 180 thôi. Rồi 265.000 5 cái, 265.000 5 cái giùm em ạ. Em không bán lẻ nha cả nhà nha. Đây cái này dán oval có răng cưa, 265.000 5 cái giùm em. Này là xứ Pháp nha mọi người nha, mã là 265. Đây em ngân lên con bình thể thao hiệu Changer màu xanh, nắp bọc tốt nè, miệng rộng nè, một set cho chị, cho cô Minh Thu. Rồi cái bình thể thao 2 lít này em ngân cho mình là 246, mã là 246 giùm em. Mã là 246, đồ Pháp đang sale mạnh, mua lời lắm mọi người, thêm đồ Pháp giùm mình đi. Đây em lên con này 1 lít nha mấy cục vàng ơi. Bé này có 100.000 thôi mọi người, mã 100 giùm em. Mã 100 nè, mã 100 chi 265 là cái set dĩa vừa qua mà. Rồi em lên cái quánh inox nha, em này là size 17 và sâu lồng là 8, có từ luôn nha mọi người. Cái này là 112, mã là 112 giùm em, 112.000 cái quánh inox nè, mã là 112. Rồi em ngân lên cái bình nhỏ Walt Disney nha, bé này là 50 cho bé đi học mọi người, mã 50, mã 50 bình hoạt hình, mã 50 giùm em. Nãy anh chị nào hỏi em cái chảo chiên ốp la nói size 18 nhưng mà em có size 20 thôi à, 18 nhỏ lắm, sâu lồng là 5. Rồi con này là 89.000 lồng trắng, mã 89 giùm em, mã 89 cả nhà, mã 89 à. Cho em vài set gia dụng mít đi. Rồi em lên con này size 22, sâu lồng là 6, lồng vân đá luôn nha, 93.000 đây cả nhà, chảo vân đá có từ, mã là 93 giùm em, mã là 93. Có sạn giá bằng nhựa hay cây không? Bằng nhựa hả? Bằng inox chứ. 89 em chốt cho anh Tuấn Lê. Rồi cái đĩa vuông sứ này là size 20 cả nhà, size 20 nha, em lên một set 5 cái, 5 cái là 280.000, mã là 280 giùm em, mã là 280, 5 cái sứ. Những cái va chạm bình thường ít bể lắm nha, em xài toàn này thôi. 93 em chốt cho anh Minh Khang, 93 với ngân chốt cho anh Minh Khang. Có chén mộc không? Không, em bán đồ gớm thôi. Ấm 5 lít, coi có ấm nào 5 lít lên giùm mình coi mấy cô bé. Đây, bé lên con này 1 lít quá đã luôn, sạch sẽ. Rồi quên xét giá lại, để giá 180 của ba đồ Pháp rồi đổ luôn. Rồi 138.000, mã là 138 giùm em. Mã là 138, lên ấm đi nha mấy cô bé ơi. Con này đẹp nha mọi người, không mớt luôn nè, 138.000 giùm em. Đây em lên con này, con này tầm 3 lít thôi, con này tầm 3 lít rồi, có lưới lọc sạch sẽ luôn nè, không có nào to hơn hả? Có tầm 3 lít thôi chị, ấm 5 lít hết rồi, 135.000, 135 sạch sẽ, mới tinh luôn á, 135 bếp ga giùm em nha. Mã là 135, mã là 135.
Đây em lên con chảo anh Việt Anh ơi, size 32 và sâu lòng là 9 nha. Đây hai quai luôn, chống dính luôn, ngon lành có từ. Alo alo anh Việt Anh ơi. Rồi cái này đẹp quá mọi người ơi, một cái duy nhất luôn á. Rồi con này em ngân cân cho cả nhà là 270.000, mã là 270. Còn được vừa không em, còn lấy cho chị hai cái 49 các bạn, mấy cái 49 á. Có 49 em còn, để em lên cho mọi người nha. Đây em giới thiệu với mọi người, đây là cái lưới lược ha, bé này size 25, hàng thanh lý siêu thị Nhật mới tinh 100% luôn ạ. Cái này một cái là 49.000, hàng mới luôn mọi người nha, xài rất là bền, mã 49 giùm em ạ. Chị Trần Linh lấy hai cái nè, 270 em chốt với chị Loan Ly ạ. Chị Loan Ly đây có 49.000 cái, xài thấy sao chị? Chị Trần Linh cho em cái review ơi, xài thấy như thế nào chị? Quá ok luôn, mới tin 100% nha mọi người. Một cái cho chị Hà Hạnh Trần nè, một cái cho chị Hạnh Trần, một cái cho Rắc Hà, một cái cho Rắc Hà. Rồi còn ai lấy 49 nữa không mọi người? Quá ok, dạ con cảm ơn cô Hình Thủy ạ. 49.000 rẻ mọi người, nó còn được đi máy bay nữa, nó còn xịn hơn em nữa. Em còn cho Lê Minh Thu hai cái, em còn chưa được đi máy bay nữa. Một cái cho Suri Suri nè, chị mới mua không biết như thế nào em, buồn luôn, giả bộ khen đi thiệt luôn á. Chế gì hả? Bốn cái 49 cho anh tiệc cưới à. Đây xài ok mà bán lại cũng ok luôn. Dạ con cảm ơn cô Trần Hỷ ạ. Anh chị nào bán lấy 10 cái em ngân tính 45 thôi nha. Hai cái cho chị Anh Phan nè, một cái cho anh Hòa Định An, cho em số điện thoại nha. Hoàng Nam một cái nữa nè. Cảm ơn cả nhà nhiều, mọi người nhớ cho em số điện thoại nha, bên em là chuyển khoản đi hàng. Thêm một cái cho chị Hạnh Trần. Cảm ơn cảm ơn. Thật sự mà em thiệt buồn ghê luôn á, em giận chị rồi đó. Nói chơi chứ, tại vì em tưởng chị mua rồi chị hỏi nữa. Rồi con này 187 nha, cái này là cái ủ trà, mã là 187 giùm em, 187.000 cả nhà yêu ơi. Lấy hai cái em lấy cho chị Trần Linh hai cái rồi mà. Đây lên cái nồi lẩu nha mấy cục vàng. Con này là size 27 và sâu lòng là 8 nè. Có từ luôn. 187 cho Hằng Lam. 187 cho chị Hằng Lam. Rồi cái nồi lẩu từ này là 194, mã là 194 giùm em đi mấy cục vàng, 194.000. Em có con chảo Tifan không quai size 24, xài bếp từ giùm em, bếp ga cũng được nha. 137, mã là 137 ạ, 137. Mấy cái của Tifan bền lắm mọi người, nó nặng tay dữ luôn á, dày nữa. Đây em lên một con chảo sâu lòng để mình xào nha. Bé này là size 27 và sâu lòng là 9 nè. Trời ơi cái lòng nhìn mụ mị thiệt đẹp thật luôn á. Rồi con này em ngân công cho mình là 156, sâu lòng xài từ ra đều được. 137 cho Lê Minh Thu. 137 em chốt cho Lê Minh Thu nè. 137 em chốt cho Lê Minh Thu nha. Rồi em ngân lên set này cho mình nè. Đây đây. Cái này á mọi người nhìn giống na trao quá em chào anh Sơn Cao. Đây cái này mọi người mua 1 ký cũng có nha mọi người. Cái này em cân ngẫu nhiên vài món cho mình đi ha. Đây một cái vá lỗ, một cái kẹp dắt nè, một cái vá canh, cái đồ hớt bọt nè, cái đánh trứng nè. Set này, set này quá trời món, 68.000 giùm em, mã 68. Tìm muỗng vàng đi em, lên muỗng vàng đi các bạn. Một miếng cho chị cái 270 có chống dính em. 270 là gì cho coi cái cô bé. Hôm nay có quay cầm nồi còn cái luôn nè chị. Là gì? Sáu mươi tám cho Suri đây nè, tay cầm 200.000 nè cục vàng ơi, tay cầm 200.000 chứ trời ơi, nó 20, xin lỗi gì nó lộn. Rồi em lên một cái nồi luộc xương cho mình nha, bé này luộc xương nấu súp, size 24 và sâu lòng là 20, có từ luôn anh chị, có từ luôn. Con này đã quá nè, trời bé này 268, mã là 268. Rồi lấy cái kẹp cho chị 200.000 luôn. Ok em cảm ơn nha. Lên cái chảo pháp mọi người size 20. Đây không có tự nhiên mà người ta kiếm đồ pháp nó bền lắm, em có xài rồi mọi người. Con này em ngân bán cho cả nhà 120, đẹp quá trời đẹp, xài bếp ga giùm em. 268 em chút cho chị Phương Võ. Bé lên cái quánh thép size 14 nha, có từ luôn nè. Đây con quánh thép này là 130, mới tinh, mã là 130. Đây cả nhà coi nè, nó có cái miệng rót dầu nè, mình xài dầu dư mình rót ra nha.
120 cho Minh Khang. 120 cho Minh Khang ạ. Thôi bây giờ muỗng này mọi người lấy mấy trăm gram mọi người nhắn luôn đi mọi người. 100 gram nó 100 ngàn á. Chốt bà chủ. 130 là gì bạn? Lấy chảo 3 size 30 sâu lòng từ 10 trở lên. Size 30 sâu lòng. 130 cho Hằng Lam. Có quay cầm có dùng được cho mấy cái nồi con quay không? Nếu được thì chốt cô một cái. Dạ được, nhưng mà nó hết luôn rồi. Lấy thêm quánh giùm mình đi. Đây em lên một con chảo sâu lòng. Bé này là size 19 và sâu lòng là 10 nha. 10 có từ. Con này là 195. 195 ạ. Mã là 195 ạ. Mã là 195. Xả 120 lấy 130. 130 có chủ rồi. 130 có chủ rồi mà. Sếp ơi có ấm cỡ ngỗng không không ạ? Dạ bà chủ có người chốt rồi nha mọi người. Bà chủ có người chốt rồi. Lên quánh thép, có quánh thép nhiều nha. Đây em lên cái dĩa pháp size 22. Đây mọi người coi nè, còn nguyên tem luôn, made in France đàng hoàng, đẹp lắm. Cái này mà đựng một cái dĩa rau xào là nhức nách, là chồng thưởng liền. Minh Khang mua hàng chắc chắn giùm em. 100 gram muỗng vàng, ăn cơm mấy cây em chưa coi nữa. Thấy đang còn đó mà, là cái gì vậy? Hết rồi cô. Thì đi em lên muỗng ăn cơm, có nha. Đây em con set này cho mọi người nè. Quá đẹp luôn mọi người, mới tin. 2, 3, 4, 5. Ai chốt chấm hỏi mù quáng tội là gì? Là gì anh Trung? 250 giùm em 5 cái này, mới tin 250. Mã là 250. Chốt rồi anh chốt lại là sao vậy? Mọi người nói gì tùm lum tà la vậy? 100 gram muỗng vàng cho anh Tuấn nè. Đưa cho mình cái đó coi. 100 gram 100 ngàn cả nhà ha. Anh Trung nói gì em hiểu anh Trung. Ui cha. 100 gram nó cũng nhiều lắm mọi người. 100 gram 100 ngàn cho anh Tuấn này. Có trời chưa đủ nữa. Đây 100 gram 100 ngàn của anh Tuấn đây ạ. Đây ý là em có người chốt rồi đó mà. À có người chốt rồi. Đúng rồi có người chốt rồi. Chói quá em ơi hả. Ông mặt trời bữa nay ông ưu đãi mọi người, khỏi cần bật đèn luôn. Rồi còn ai lấy muỗng vàng thì nói em biết nha. Chị xài từ chưa nghe kỹ rồi. Ok tiếp tục. Đây muỗng ăn cơm 1kg 180 và nửa ký là 100 ngàn. Muỗng ăn cơm của Nhật đàng hoàng nha mọi người. 1kg 180 nè. Đây lên con này size 28 sâu lòng là 10. Nó đẹp xuất sắc luôn á. Rồi bé này em ngân cân cho mình là sâu lòng từ 188. Đẹp xuất sắc luôn mọi người ơi. Mã là 188. Trời nó đẹp dữ vậy. Nghèo quá chị ơi. 200 gram muỗng vàng cho chị Hạnh Trần. 200 gram muỗng vàng cho chị Hạnh Trần. Nghèo quá hả, sao kỳ vậy trời. Đây 200 gram nhiều lắm bà ơi. Chực 2k có xài kem trộn không vậy? Sao trắng quá, em cũng nghĩ vậy đó. Thấy trắng thấy danh tị rồi. Đây 200 gram có cái muỗng con gấu dễ thương quá luôn nè chị Hạnh. Rồi 200 gram cho chị. Lấy chị 200 cái muỗng vàng hả? 200 gram hay là 200 cái? 200 gram hả? 100 gram 100 ngàn giùm em đi mấy cục vàng ơi. 100 gram 100 ngàn nha. Muỗng cà phê không? Muỗng cà phê còn không chật? Còn nha, muỗng cà phê 1 ký 180 giùm em luôn. Đây 100 gram của ai nè? 1 hay 2? 2 của cô Lê Nguyệt. Thanh Ly trước đây nè, Thanh Ly 100 gram rồi cô Lê Nguyệt 2 rồi ai nữa? Mấy người 2 lận? Mấy người 2 lận bạn? 200 gram cho cô Lê Nguyệt. Hả? Hạnh Trần nữa đúng không? Rồi Hạnh Trần 200 gram. Đây nhiều chứ đâu ít mọi người. Rồi 200 gram Hạnh Trần. Rồi cô Nguyệt nữa đúng không? Cà phê vàng hả? Cà phê vàng chưa phát hiện nha thầy ơi. Muốn ăn cơm em ơi. Muốn ăn cơm kế bên nè ông nội. Sao? Chào. Chào cửa. Đã gửi cho anh chưa em? Đã gửi cho anh, đã gửi hàng cho anh Thắng chưa các bạn? Rồi 200 ngàn. 200 ngàn. Có biết 100 gram được nhiêu cái để chị mua u là trời. Yến Gia Trang 200 gram. Em thiệt mọi người, em đâu có đếm đâu mọi người. 1, 2, 3, để em cần thử nha. Nó có cây lớn, có cây nhỏ. Nói chung đếm cũng không chính xác được đâu mọi người. Tầm thôi nha. 2, 4, 6. Tầm 6, 7 cây á mọi người. Đây 100, chị Yến Gia Trang bao nhiêu vậy? 200. Chị 200 lận hả? Trời ơi, chị trầm cảm thiệt á chứ. Ghét mấy cái này ghê, lúc chút em ghét bán cái này lắm á. Sao mọi người khoái mua cái này em mệt ghê đó. Chút
Rồi 200g cho chị Yến Gia Trang, nhiều nha, nhiều quá. Của chị Thanh Ly là mỗi ăn cơm chứ không phải miếng gì. Rồi bỏ là bỏ qua mã đó đi bạn ơi. Ấm siêu to 8 lít em không có nè. Lựa 100k muỗng cà phê. Không có muỗng cà phê đâu chị ơi, có muỗng nhỏ nhỏ vậy thôi à. Rồi ok, còn ai lấy nữa thì còn men cho em biết nha. Đây muỗng cà phê mọi người 180 một ký, nửa ký 100, rẻ như cho mọi người. Cái này mà một ký chắc còn hết cái rổ này á. Nhiều nha mọi người, mấy cái muỗng inox rẻ quá trời quá đất luôn nè. Rồi ok la chưa. Đây muỗng cà phê, hồi đó muỗng cà phê là bán 300 ngàn một ký đó mọi người. Rồi mấy con lên tiếp nha. Đây cái quánh thép nè, con này là size 20 và sâu lòng là 8 nha. Quánh thép này là 184, hồi nãy anh trai nào hỏi nè, 184, mã là 184 giùm em, mã là 184, hết rổ 1 ký anh lấy hết mão. Rồi lấy 1 ký cho anh Trung muỗng cà phê bạn ơi, nửa ký muỗng cà phê đây nè, đây nè. Đây, lấy đồ tặng khách mấy cái giá nhỏ đâu. Nửa ký tặng, nửa ký cà phê. Đây nè, hết rổ 1 ký thiệt á anh Trung. Nửa ký muỗng cà phê cho chị Yến Gia Trang, rồi em tặng chị một cái vá à, anh gì đó trước chứ. Nửa cái muỗng cà phê cho Trần Linh nè. Ok, Trần Linh tặng cái vá cho Trần Linh nha. Rồi, người tiếp theo. Người tiếp theo, anh Lê. Nửa ký muỗng ăn cơm nha. Rồi, nửa ký muỗng ăn cơm. Rồi, tặng cho chị anh Lê một cái vá luôn nha mọi người. Trời, có mua là có quà thôi mọi người ơi. Rồi, tiếp tục. Ai nữa? Hu First. Hu Next chứ. À, chị Yến Gia Trang. Chị Yến Gia Trang, nửa ký muỗng cà phê. Nửa ký muỗng cà phê cho chị Yến Gia Trang. Nửa ký muỗng cà phê nhiều lắm nha quý vị. Rồi nửa ký nhiều quá trời nhiều luôn rồi nè. Mọi người mua lúc này là lợi nha mọi người. Nó nhiều nó rẻ nữa. Đây nửa ký tặng cái vá luôn. Nửa ký cả mâm của em rồi còn gì. Tặng thêm cái giá nữa quá rẻ luôn à. Chơi mão thì chơi mà ca ca à, mấy tê trên 1 ký. Dạ 180 1 ký, nửa ký 100 nha. Anh Chiến Lê Văn lấy mấy ký nè, muỗng cà phê, muỗng ăn cơm, vá múc canh, kẹp, nướng thịt, cái gì cũng có. Chị Hạnh Trần, cân cho chị chưa? Chị Hạnh cân rồi mà. Có rồi mà đúng không? Có rồi mà trời, tự nhiên hỏi lại hết hồn mình ơi. Rồi ok chưa, cả nhà còn có lấy muỗng lấy vá gì nữa không? Em lên luôn cho mọi người nè. Đây con này em cân cho mình là 37.000 cái lon cà phê mã 37 nè. Ai lấy muỗng cho hết em dẹp luôn mọi người, để nó ngang ngược quá nè. Muỗng ăn cơm của Nhật nó dày lắm nha mọi người, chứ không phải giống mấy cái muỗng ngoài chợ mỏng lét đâu. Rồi mấy con lên cho mình cái nồi inox size 22 nè. Rồi mất cái cục khách à, đây. Có tàu luôn. Em này là 158, mã là 158 giùm em. Mã là 158. Bạn cho mình cái cây nồi lẩu ở dưới đi. Cho mình cái cây nồi lẩu dưới đi. Rồi còn ai lấy muỗng ăn cơm, muỗng gì nói em biết nha mọi người nha. Rồi bé lên một cái quánh nhôm nè. Con này có 67.000 quý vị ơi, 67. Chị Hương Nguyễn. Muỗng cà phê nó dài 20.1 cm không. Nửa ký muỗng ăn cơm cho cô Nguyễn Hương. Nửa ký muỗng ăn cơm cho Trần Linh. Gia Trung hay vậy lắm rồi đó nha, quậy lắm rồi đó. Rồi nửa ký nó nhiều quá. Quà tặng. Nửa ký muỗng ăn cơm cho chị Dĩ Nhĩ. Chị Hương Nguyễn nè, tặng chị một cái vá. Bên em là chuyển khoản rồi mới đi hàng nha cục vàng. Cho chị Suri nửa ký muỗng ăn cơm. Rồi cảm ơn cục vàng nhiều nha. Cho thêm muỗng ăn cơm đi anh Trực ơi. Anh Trực 2K ơi. Muỗng cà phê dài nha chị, dài nha. Cái muỗng kia em chơi là muỗng hột vịt lộn. Đây muỗng ăn cơm gì à, muỗng cà phê dài đàng hoàng. Muỗng cà phê đen á, chứ không phải muỗng cà phê ly nhỏ. Rồi thêm cho chị Suri giùm mình cái. Nửa ký muỗng ăn cơm cho chị Suri nè. Thêm giật ơi. Rồi chị Suri nửa ký, sao hoài nó không đủ vậy ta. Rồi tặng cho chị Suri cái vá nữa. Cái quà tặng đâu dẹp rồi. À 20.1 là ngon nè. Tôi đo cho ông vui nè, tôi mệt ông ghê á. Nửa ký muỗng ăn cơm, nửa ký muỗng cà phê. Ok baby. Nè tặng cho hai người kia, bỏ vô cái bịch đi để quên. Trần Linh nửa ký nữa hả? Thêm đi Trực ơi. Giết lỗ tai. Mày giết lỗ tai luôn á. Rồi nửa ký muỗng ăn cơm. Tặng cái giá đâu? Đây tặng cái giá. Trần Linh tiếp tục. À có dao thái inox Nhật nhà bếp không em? Dạ có chứ. Một ký muỗng cà dê cho chị. Còn muỗng cà dê không vậy? Còn như đây này, lấy hết luôn đi chị ơi. Muỗng cà phê hết rồi. 800g. Nhiêu quên mẹ nó rồi.
Em ghi 800g đi, em nhân với 180 đi, mình chế đi. Chế cho chị nào vậy? Hả? Chế cho chị nào vậy? Chị Nhung đó, chị Nhung lấy hết rồi đó. Nửa ký muỗng, cho chị nửa ký muỗng. Chị nào nữa, còn thiếu chị nào nữa mày la lên tao cái. Dắt Hà nửa ký muỗng. Ồ, hết rồi Dắt Hà ơi. Nửa ký muỗng ăn cơ, chết mẹ không. Còn muỗng cà phê không? Hết muỗng cà phê rồi. Chị Thúy Sơn Đào nửa ký muỗng này. Nửa ký muỗng ăn cơm. Ồ, có cái muỗng vàng đẹp quá, thôi để cho chị luôn nha. Rồi, Thúy Sơn Đào nửa ký muỗng ăn cơm nè bạn. Tặng cho chị cái giá đi nè. Đây, tặng cho chị cái giá. Rồi, ai nữa? Ai nữa, ai nữa? À, giao thái thịt nhà bếp đợi em cái. Nhi Phạm, muỗng cà phê hết rồi. Cho chị nửa ký muỗng, anh Thu nửa ký muỗng cơm ha, anh Thu ha. Một ký dao nhật hả, mạnh vậy? Một ký dao nhật hả, ghê vậy? Mạnh lắm á. Rồi nửa ký nè, nửa ký cho Nhi Phạm. Đó, không được, rồi anh Thu nè. Nửa ký của chị anh Thu nè. Thiệt ghê á, chén ghê. Cái hồi bán được cái nó hết cho muỗng mà đảng hậu vậy. Em bấm cái bill ra đi, lát có gì tìm sau nếu có ha. Rồi tiếp tục, ai nữa? Có vật trụng hủ tiếu không? Có, nửa ký muỗng ăn cơm rồi, ok xong hết rồi đó. Có nha, vật trụng hủ tiếu có luôn, lên đi Trực ơi. Có, ăn nỉa không quý vị? Ăn cơm sườn, cơm mơ rồi nè, cũng vậy luôn. Nửa ký 100, một ký 180 giùm em nha. Có muỗng rồi, không lẽ không có nỉa mọi người. Lấy nỉa luôn đi, cho nó sơm tụ. Rồi nghĩa luôn nha, giao luôn mọi người, ăn bò bít tết mọi người, quá là quý tộc luôn nè. Giao em cũng tính đi vậy thôi, giao bò bít tết cũng vậy nha. Một ký 180, nửa ký 100, quá rẻ quá ghê luôn. Rồi ai ăn bò bít tết lấy cái này. Nửa ký muỗng ăn cơm cho Nami. Nami cho số điện thoại đi Nami ơi. Ngân kêu tè, em chào Pepsi, trời lâu quá mới gặp. Xin chào, xin chào, muốn còn nhiều vậy bấm bill đi, bấm bill giùm mình. Tiền mua mà ăn mấy thứ Tây. Anh cười chứ. Ăn thứ Việt cũng được mà. Rồi nửa ký em chốt cho Naomi. Muỗng cà phê còn không mẹ cứu. Nửa ký nĩa cho Dắt Hà. Rồi ok Dắt Hà nha. Đó, vậy đi mọi người, nửa ký cho nó nhanh. Trời em thấy bán gì mà một chút hai cái, năm cái em nhức đầu luôn á. Rồi nửa ký cho Dắt Hà nè. Tặng chưa? Có quà tặng cho khách chưa mấy cô bé? Thiếu nĩa rồi Chật ơi Chật. Có dao không bà nội? Có chứ. Tặng cho Dắt Hà cái này nè, cho thêm cái nĩa nữa nè. Ok. Rồi tiếp tục. Mua quà, mua là có quà, mua là có quà thôi mọi người. À hết. Sao mẹ vậy hoài luôn, mẹ mới nói còn luôn á. Tráng mẹ thiệt luôn á. Chào Quỳnh búp bê phía sau, nửa ký muỗng ăn cơm cho anh Công Vu. Ok nha. Ông Chật thôi, tôi đánh ông 80 cái, ông thả vô cái đâu trong cái đống này nó lộn xộn hết nè. Rồi, có rổ lớn không em? Không có luôn anh Thông, đâu quen hết rồi. Rồi, nửa ký muỗng ăn cơm, tặng thêm cái giá nè. Đó, mọi người thấy em hào phóng với mọi người không? Đây, Công Du nửa ký nè. Rồi, cảm ơn cả nhà yêu nhiều. Bên em là chuyển khoản đi hàng. Đơn trên 1 triệu sẽ hỗ trợ 50% tiền ship nha. Sao nãy giờ không thấy ai mua nỉa gì trời? Nỉa đi mọi người. Nỉa này đâu phải để ăn ghim trái cây rồi đó mọi người. Chứ ai chơi bóc tay, bóc tay kỳ lắm. Ok không? Còn muỗng gì? Muỗng cơm còn, ở đây cũng còn. Có phin cà phê lớn không? Dạ không. Không có phin mọi người. Bên Nhật nó không có xài phin, nó xài cái phin bằng sứ á, chứ nó không xài cái phin kia. Rồi còn ai chơi môn này nữa comment cho em biết nha, không em đổi món à. Đây cái này là size 24 nha mọi người, size 24. Con này là 171, có chống dính rồi có rảnh luôn để ráo dầu nha. 171 ngàn, mã là 171. Mọi người thích chơi môn nào thì mọi người nói em biết nha. Dao đúng rồi, dao. Đây em lên con này có từ luôn, size 17, có nắp luôn nha quý vị. Thao nhôm vàng kìa, cho miếng thao nhôm vàng coi. Rồi con này 65 ngàn, mã 65. Bà đổi dao viết cho tôi đi, ở đâu ra bà nội? Nửa ký muỗng canh dừa, lên tới muỗng canh đi. Có hết á mọi người, mọi người đâu làm khó em được, mọi người cứ nói đi. Gia dụng là em có hết á. 65 em chốt cho Nhất Vinh, bình 2 lít miệng rộng có à. Đây cô Hỷ. Mẹ Vũ. Đây 2 lít miệng rộng. Em này em ngân cân cho mình là bé này là 176, mã là 176. 20 cây khâu đúc. Ủa cây khâu đúc là cây gì? Cây gì cha?
có ấm 1 lít dồi nhỏ nhỏ cong cong dài dài không? Không, 176 chút cho chị Yến Gia Trang lên bình 2 lít miệng rộng. Cái bình inox á, à, bình 3 lít miệng rộng, miệng lớn, có em miệng lớn được không? Ở đâu mà 3 lít, có 2 lít là bình rồi. Đây, con này lớn size 32, 70 ngàn nè. Con này nhỏ size 26, nó là 45 ngàn. Mới luôn nha, ngon lành cành đào luôn nha mọi người. 45 ngàn một cái, con này là 70 ngàn nha. Đó, ai lấy một cặp thì giảm 5 ngàn, còn 110 thôi. Lấy lẻ thì tính giá lẻ nha. À, rồi đây nè, bình 2 lít miệng rộng đây nè mọi người. 70 chốt cho cô Hương Phan. Khâu đúc là dao đó, không em không rành loại đó đâu. Ừ, em chịu. Bà xoay ghê trời. Đây con này là 190, mã là 190 ạ. 110 là nguyên set cho chị Yến Gia Trang các bạn. Kiếm giùm hai món anh đặt trên Messenger đi. Anh đặt gì ạ? Chảo si fan mà size 30. Sâu lòng size 30. Nó nó bị mớp hay sao vậy? Là cái gì ạ? Chị Hương Phan hỏi cái gì mớp? 70 hả? Nó có mớp nhẹ nha mọi người, tại vì cái này á mọi người biết xong là nó là nhôm, nó mỏng, nó có cấn nhẹ mọi người ơi. Mọi người mua khó quá chết em. 5 cái 90 5 cái, còn 45 5 cái. 90 đâu ra bà nội, còn 70 hà, 90 hết rồi. Còn 70 thôi. Đây mọi người, nó hơi cấn nhẹ thôi mọi người. Nó mỏng mà nhôm mà nó đã mỏng rồi mọi người. Mọi người đồ hoàng mỹ nữa không có mọi người. Em chỉ nói là mới chưa xài thôi, còn cấn nhẹ bỏ lỗi giùm em đi mọi người. Lấy là 70 5 cái đúng không Suri? Lấy 5 cái 45 cho Suri. 73 cái cho Suri nè, 90 hết rồi nha cục vàng ơi. Đây 5 cái 45 trước nè. Rồi 73 cái nè, ok chưa? Rồi còn ai lấy nữa không mọi người, comment em Ngân lên luôn nha. Nhôm mà muốn đẹp như Ngân hơi khó. Rồi cảm ơn Pepsi nha, thiệt tình. Cho chị xem vật đi, chị đi công việc. 110 năm xét, đúng rồi. Lấy thêm 2-3 cái 70 nữa là 110 năm xét. Hiểu không? Là của chị Suri 5 xét đôi á. Rồi lấy 3 cái cho chị Phương Võ nè. 3 cái cho chị Phương Võ 70. Rồi cảm ơn cả nhà yêu nhiều nha. Rồi cảm ơn mọi người. Đây lên con này. Con này là 57 ngàn. Mã 57. Mã 57 giùm em. Ờ dao. Đang nói gì dao quên. Đây em lên dao cho cả nhà nha mọi người. Môn dao em yếu lắm nha. Hàng si mà đồ đẹp không thì vết như anh đâu ra. Cái gì bà nội? Quên mẹ tao quýnh mày bây giờ là cái con này. 60 hả? 60 đúng không? Đây em lên con này cho cả nhà nè. Dao, lên dao đi mọi người, qua môn đi. Rồi con này em ngân 110, hiểu không? Là một cặp á. 5 set 110, hiểu không? Là mỗi là một cặp, 5 cặp đó. Được chưa? Rồi con này 94.000, mã 94. Môn dao là em yếu nha mọi người, kéo qua đi. Có sao em bán vậy thôi mọi người. Rồi con này là 72, mã 72 giùm em, thái thịt bén nha mọi người. Mã 72. Mấy anh chị có cái nhu cầu gì khác á thì mấy anh chị nói riêng đi chứ, vậy em không biết đâu. Đây vẽ lên con này 1 lít nè. Ngon lành không mất méo, hiệu thêm mốt. Con này là 132. Có dĩa gan, có nha anh Hồng Cao Quang. Mày ôm cái dĩa gan lên đây. Anh Hồng Cao Quang có nha. Anh mở quán bò bít tết đúng không? Có nè, lên. Từ từ. Đây lên đại cái chảo inox trước đi mọi người. Lên cái chảo Mỹ trước đi rồi lên dĩa gan nha. Đây cái chảo Mỹ có từ luôn nha. Em này là 535 ngàn. Mã là 535 ạ. Bé này là size 27 ạ. 535 Vitarat. 535 giùm em. Đây dĩa gan em có nè anh Thông Cao Quang. Để mình chốt cho từ từ. 535 em Ngân xin chốt cho Nhất Vinh. 132 chốt cho Khang Điện Tử. Ủ cơm có. Khang Điện Tử cho em số điện thoại đi ạ. Bên em là chuyển khoản đi hàng nha. Rồi con này 189 ngàn. Quá đẹp luôn anh ơi. Mã là 189 giùm em. Kéo qua đi. 189 đó. 189 ngàn một cái. Mã là 189 giùm em. Rồi y vậy luôn á. Anh lấy bao nhiêu cái anh? Nói chung là 189 ngàn một cái. À, ủ cơm. Đây em lên con ủ cơm cho mình ạ. 189. Lấy mấy cái anh không Cao Quang? Đây 1, 2, 3,
3 ngăn à, khó đũa luôn. 420.000 giùm em. Mã là 420. Mã là 420 à. Nhu cầu lớn nhất của anh là lấy vợ dễ thương như bé Ngân bán đồ nè. Rồi em cảm ơn anh Vũ Tú nha. 420 em chốt cho Nhất Vinh à. À, nồi màu xanh trên kệ đi bé Ngân. Lấy nồi màu xanh trên kệ mình đi. Em còn nhỏ em gái được không anh Vũ Tú? Em còn nhỏ em gái mà nó hơi xăm mình chút với nó hơi cọc thôi. Còn lại là cái gì cũng được hết trơn á. Tay chân đầy đủ. 420 của anh Trung đổ mà. Tới lộn, tới lộn. Rồi 132, mã là 132 giùm em. Mã là 132. Nhất Vinh ám ảnh em quá, em kêu anh Trung mà. Cái đầu em đang nghĩ anh Trung á, xăm giống Ngân là ok. Xăm xăm có ở đâu mọi người, bình thường. Mẹ chồng em cũng thấy bình thường, mẹ chồng em cũng thích bình thường mọi người. Size 27 sâu lòng là 15 nha mọi người. Xài bếp ga. Một cái thiết kế đồ nhậu mới nhé. Cái thiết kế đồ nhậu là cái gì anh? Rồi con này là 430.000, mã là 430, lòng to, chống dính, xài bếp ga giùm em nha. Mã là 430 ạ. Em chỉ nhớ lần đầu tiên mẹ chồng em gặp em, mẹ chồng em nói là cái chân nó đã to mà nó còn xăm hình cô gái. Chủ yếu là cái nết thôi, mà cái nết thì chưa biết. Trời ơi anh thì cười. 430 chút trai cho Loan Ly. 430 chị Loan Ly là phải ngoan từ em trở lên chứ. Rồi con này là 91.000 một lít giùm em nha. Mã 91. Bếp ga à, gái mộc, gái cọc chút nhưng tốt tính á. Xăm thì có làm sao đâu, nghệ thuật là đam mê mà. Rồi em cảm ơn anh Tú nha, cảm ơn mọi người đã thông cảm nha. Ai, con này là size 30 và sâu lòng là 9 à. Bé này là 148, mã là 148 à. Mới, mới đẹp luôn á, còn ủ cơm không? Còn chứ, à, lên chảo ti fan xài bếp hồng ngoại. À, bếp hồng ngoại vô tư anh, nó không có kén. Chỉ có cái bếp từ nó mới khó ưa thôi, bếp hồng ngoại ai nó cũng chơi được hết á, không sao. Rồi, con này là 51.000, mã 51, lên cho em ti fan đi. Mã 51 nha. Đây, tên tàn, em ngon lên một cái nồi nhôm đúc nè. Hộp cơm đi anh bạn ơi. Con này là, con này là size 25 và sâu lòng là 8 ạ. Đây, một cái nồi nhôm đúc. Đã lắm nha mọi người. Mới tinh luôn á. Rồi, con này là 350, mã là 350 giùm em. Còn mới nguyên tem luôn nè. Mã là 350, 350.000. À, hộp cơm đâu cha, cái hộp cơm mà lâu vậy? Đây bé có một cái ti fan xài bếp ga size 28 nha, 350 cho cô Nguyệt. Rồi con này là 177 xài bếp ga giùm em, mã là 177, 177.000. Rồi bé Ngân lên một cái ủ cơm cho mình nha, tên tàn. 1 nè, 2 nè, rồi 400.000, mã 400 giùm em Ngân ha. Rồi tên tàn, 400k, mã 400. Ai chưa kịp học cơm thì chốt cái này nha mọi người. Tự nhiên cứng họng người ta. Cho em một ly cà phê loại nhỏ với. Ok Nam Y nha. À, quê anh xài bếp than tổ ong thì xài nồi gì bé? Nồi gì cũng được luôn anh Vũ Tú. Ở nhà ngoại em vẫn còn đang xài bếp củi á. 70 em chốt cho anh Trọng Tình nè. Anh Trọng Tình cho bé Ngân số điện thoại nha. À, 107, mã là 107. Chị Nam Y ly cà phê đúng không? Đây nè Nam Y. Đĩa gan còn size lớn không em? Đĩa gan có size đó thôi à. Con này là 50, mã 50 giùm em. Mã 50, 50.000. Lon cà phê. Ủa 70 đâu chứ? Hả? Tao thấy comment chứ. 70 gì? Cái gì? Đâu có 70, cũng đâu có comment chứ. Chốt cho ai? Đâu có comment. Em nói gì 70? Chứ nói chốt 70. Nhỏ dở hơi quá à. Ý là hỏi có ai chốt thì chốt cho người ta, tao quýnh cái chai vô đầu mày. Giờ mày cứ nói nãy giờ làm tao hết hồn. 30 mã 30, lâu lâu nó cứ hỏi mình. Đã mình đang nói chuyện ở đây mày làm tao bị lắc theo luôn á cái con này. Rồi cái này là size, cái này là size 18 và sâu lòng là 8 nha. Lấy nồi nhôm trên kệ cho chị Hạnh coi. Rồi con này là 185.000, hai đáy nhưng mà nhôm nha mọi người. 185 giùm em. Xài bếp ga bếp củi đều được. 30 em Ngân xin chốt cho chị Hằng Lam. À, em còn loại ly 264 cái không? Dạ còn ạ. 50 cho Khanh điện tử. 50 em Ngân chốt cho anh Khanh điện tử. Ăn hiếp lá quá nhen. Lá nói chuyện hiền khô à. Trời ơi vậy là anh chưa biết chuyên môn của lá rồi. Một tay cầm dao một tay chích người ta đó. Cái này là size 25 và sâu lòng là 8 nha. Bé Ngân lên con này hai đáy hiệu hiệu bơ xê nha mọi người. Nghe giống Pháp quá vậy.
Em này là 282, lòng chống dính luôn. Mã là 282 giùm em. 282.000. Đây 264 cái còn có mấy set à mọi người. Nè ha. Cái ly này là mới tinh 100% luôn. Nó đựng được 450ml cả nhà. Tự nó cọ vô cái hộp nó trầy vài đường cho nên em ngân sale cho mình nha. Hôm bữa em bán cho mình là 90.000 một cái, 4 cái là 360, nhưng mà hôm nay em ngân sale cho mình còn 264 cái nha mọi người. Tem mát đầy đủ 100% mới luôn. Đó, nó chỉ bị trầy nhẹ thôi. Em có báo cái lỗi trầy nhẹ rồi cho nên là mọi người không có lăn tăn về vấn đề đó giùm em nha. Không có khiếu nại về vấn đề đó tại vì nó trầy cho nên em mới sale. Mấy cái này mọi người đổ nước nóng vô cầm bình thường không nóng tay luôn. Còn uống bia thì rất là lâu tan đá. Còn ai muốn thử cái vụ mà uống bia thì qua gặp em. Một set cho chị Hành Cần Vũ, một set cho cô Thịnh Thủy. Kiếm em cái ly loại nhỏ giống 30, lon cà phê nhí có luôn nè. 282 cho Nhọc, 400 này. Cho Phạm Trọng Tần. 30 này bấm cho chị Nami luôn đi. Một set cho cô Thủy nè, một set cho chị Hành Cần Vũ nè. Uống bia đã lắm mọi người, ít tan đá lắm, khỏi mất công châm. Cho chị coi nồi hồng trên kệ. Xong rồi em ngồi đây mọi người không coi, mọi người cứ đòi coi sau lưng em vậy. Ngân đưa mặt qua phía kia chút, bên này nhìn méo. Ok. À, được chưa? Thích làm nhục tôi không? Đây em lên con này. Con này là 53.000, mã 53 giùm em ạ. Mã là 53 một lon cà phê. Lấy xét vá hớt bọt, đánh trứng kẹp gách vờ vờ. Là lấy sao có? Lấy đủ thứ đó, nói chung là vậy đó. Rồi, đánh trứng vờ vờ đi nè. Có kẹp gách chưa? Thiếu cái kẹp gách thì em kẹp gách đi. Khách VIP của tôi đó. Đây, dĩa gan lớn nè anh gì đó ơi, quên rồi. Size 28 nè, dĩa gan lớn nè anh gì á. Dạ cái 30 màu trắng để em nha. Rồi ok 50 nha. Rồi con này là 297.000 anh trai ơi. 297 nó bự hơn nè. Mà nó méo nhìn nó đẹp hơn, tròn như cái chảo. Anh hay dạy không anh Trung? Em là hơi nực anh Trung rồi đó. Rồi lon cà phê màu xanh 30k mã 30 giùm em. Lấy cái đó cho anh Thông Cao Quang giùm em. Cho kẹp gấp giới, bỏ kẹp gấp vô chưa? Rồi đem lên một cái combo đầy đủ món ăn chơi cho mình nha. Đây mọi người nói combo đầy đủ thì em lụm cho mọi người là đầy đủ món ăn chơi luôn, không thiếu một cái gì luôn. Đây, có cái vọt nữa nha mọi người. Đó, đầy đủ món ăn chơi của chị nè. Rồi em này là, trời có 85.000 rồi mọi người ơi. 85.000 quá chừng trời món luôn. Mã 85, mã 85 giùm em. Cho em một set có kẹp gấp với hớt bọt. Rồi đó, bấm ra đi cho ông trực đi lụm. Chị lấy cái bình màu trắng nhỏ kia, cái này hả? Cái 30 kia có ai lấy chưa? Cái màu trắng nhỏ kia là cái này hả? Con này là 40, mã 40, cô gái, mã 40. Mai mốt anh xuống nhậu mà Ngân bỏ chạy là không vui nhé. Sài Gòn anh hết đó đủ. Ôi trời, trời anh Trung nói gì vậy? Ai, em chưa biết say là gì luôn á. Rồi 40 chốt cho Thanh Ly nè. Hai, bến lứt này giờ không ai nhậu lại em hết á anh Trung ơi. Tìm đối thủ. Rồi con này lên cái set đầy đủ cho cô bé nào nãy nè. Một set đầy đủ nãy của chị nào nè. Đây có kẹp gấp nè, có hớp bọt, có vá lớn, có vá nhỏ, có đồ chiên cá, có đồ đánh bọt, hớp bọt đủ hết luôn nha. Rồi em cân cho mình set này 86.000 mã 86. Có chậu bonsai to không em? Dạ em không có nhưng mà ở gần nhà em có bán. Có gì chút em gửi card visit cho mình nha. Là em Phương Võ rồi, chốt cho Phương Võ. Vọt trụng hủ tiếu đi gái, lên giật trụng hủ tiếu đi kìa ông Trực ơi. Đây biết ơn lên con này ít mới mọi người, mới size 23 và sâu lòng là chính, có từ mà nó còn mới nữa nè. Nhậu không bao giờ sai, nghi vô nghi đô một hai lon. Trời anh cứ nói vậy, mọi người làm chứng cho mọi người, nói đi mọi người, đến chung anh hiểu lầm mình. Rồi con này em ngon bán cho cả nhà là 408, mã là 480 ạ. Chị chưa ghi xong set đó, mã 68 đó em lá, chị Suri Suri chốt trước để chị nhan lá là gì vậy? Chị hỏi mà. Chị Lê Hoàng Nam nói gì vậy? Nói dài quá. Chị chưa ghi xong set đó, mã 68 đó lá, chị Suri Suri chốt trước để chị nhan lá là em không hiểu luôn á. 480 cho Cao Minh. 480 cho Cao Minh. Bình full inox nửa lít có luôn à, bình full inox. Đây mọi người, nửa lít đi quần, cái này một lít. Đây con này một lít nè. Mọi người nói gì tùm lum quá em không hiểu mọi người. Đây con này là 137, mã là 137. Mai mốt mà làm sao mà có kiểu như là livestream mà hai chiều á, khách nói em nghe được luôn á mọi người cho nó dễ. Chứ vậy em khó hiểu à. Nửa lít đây cô Thủy. 73.000 cô Thủy, mã 73, mã 73. Full inox nửa lít mã 73. Mã 73 giùm em. Ok chưa?
Rồi còn ai lấy cái gì comment em Ngân biết nha. Đây bé này lên thêm đi, nó full inox đi. Con này là size 15 và sâu lòng là 9. Nó có 72.000 thôi mọi người ơi, bằng nhôm, mã 72 giùm em. Mã 72. Rồi đây cái này full inox nữa nè cô Thủy, nửa lít 58.000, mã 58, mã 58 giùm em. Mấy cái này càng xài càng đẹp thôi mọi người, nó không có bị gì hết trơn á. Em có một cái đồ rock sub nè, nó bị tróc nhẹ một lỗ ở đây thôi à. Rồi. Bé này em Ngân bán cho mình là 70, mã 70, mã 70. 58 cho Thu Lan Đặng, lên thêm những cái bình như vậy. 58 cho Thu Lan Đặng. Rồi bình full inox nữa nè. Bé này 61.000, mã 61 sạch sẽ giùm em. Mã 61 giùm em, 61.000 cả nhà. Mã là 61. Trùng hủ xíu hả? 70 chút cho chị Hạnh Cần Vũ. Rồi, 20.000 một đứa mọi người, 20.000 một đứa, mã 20 giùm em đi. Hai cái nhỏ 15. Hai cái lớn 20, hai cái nhỏ 15 nha, tức là một cái 15, cái kia một cái 20. Ok không? Có nồi hồng. Nồi hồng ở trên kệ xuống chưa? Nồi hồng gì chị hỏi hoài kìa. Nồi hồng trên kệ xuống chưa? 61 cho cô Thủy luôn ạ. À. Rồi con này là 62.000, mã 62 giùm em, ruột sạch. Hai cái lớn cho Thanh Ly, hai cái lớn là 40. Hai cái lớn cho Thanh Ly, 15 cho chị Nhung Nguyễn luôn. 15 cho chị Nhung Nguyễn. Đây lên cái nồi mới. Em chào chị Đài Trang, cảm ơn chị Đài Trang nha, cảm ơn cả nhà. Rồi bé này là size 20 và sâu lòng là 12. Mới em bán cái nha mọi người, mới tin luôn á. Rồi con này bếp ga, bếp hồng ngoại được ạ. Hết vọt rồi, còn vọt không đi kiếm giùm đi anh em ơi. Rồi con này là 345.000, đẹp lắm, 345. Còn một cái vọt nhỏ anh Trần Linh lấy đỡ đi ha. Vọt lớn em lụm sao cho. 61 là của chị Thịnh Thủy hay của cô Thủy? Của chị Thịnh Thủy á, cô Thủy nãy giờ đâu có comment đâu. Rắc Hà như ý chị luôn. Là gì ạ? 345 của Rắc Hà, 345 của Rắc Hà. Đây em lên con này là xịn nha mọi người, size 18 và sâu lòng là 8. Nó dày và nó nặng cực kỳ, có từ luôn nè. Rồi con này em ngân cân cho mình là 203, mã là 203 giùm em nha mọi người, dày lắm. Mã là 203, 203.000 cả nhà ơi. Lên cái ấm 2 lít full inox sạch sẽ ngon lành. Bếp ga nha quý vị, bếp ga. Rồi con này là 122, mã là 122 ạ, mã là 122. Rồi cả nhà lấy nĩa giùm em nha mọi người. Ông chờ cũng bài với một đống nĩa nhìn trầm cảm luôn nè. 1 kg 108, nửa ký 100 ạ, mua nửa ký là được tặng quà nha mọi người nha. Rồi giá mút, giá bới cơm ạ, giá bới cơm mọi người, giá bới cơm. Rồi con giá bới cơm này 20.000 một cái, 20.000 một cái. 122 cho anh Trọng Tình, 203 cho chị Huế Nguyễn Thị Tuyết ạ. 20.000 một đứa giùm em, cái này là cái muỗng bới cơm. 20.000 một đứa, lá giải quyết đi. Rồi ok chưa? Lên thêm mấy cái inox dày giùm em với cái ủ trà. Một cái 20 suri suri, bình giữ nước. Bình nước giữ nhiệt có dây sắt không xốp, bình giữ nhiệt có dây đeo đúng không, lấy bình giữ nhiệt có dây đeo giùm mình. Rồi con này là 41.000, đẹp quá luôn nè mấy chị bánh bèo, đẹp quá. Mã 41 giùm em, 41.000, mã 41 ạ. Rồi còn ai lấy muỗng với cơm comment nhanh nha mọi người, muỗng đã lắm. Con này là size 24 và sâu lòng là 8 nha, có từ luôn. Một cái nồi lẩu nhỏ em này là 152, mã là 152, 152.000, mã là 152 ạ. Đây bình nước có quai sách đây nè anh Quách, anh Giang Quách Trung. Đây con này tầm một lít nha anh, sạch sẽ ngon lành. Đây bé này là 137, mã là 137 giùm em, 137. Hai muỗng bới cơm cho anh Lê Hoàng, cho em số điện thoại ạ. Cho chị mấy cái vá bút canh nửa ký đi chị, lấy vá bút canh giùm em đi. Có mọi người, sạn chiên cá, vá bút canh cái gì cũng có hết luôn. Đây em ngân lên con này. Con này là 207, mã là 207, mã là 207. Ông Trần Phương làm gì bị tụi nó đánh dấu rồi. Giống như là mua cái đơn trên, xong mà mua đơn dưới nhưng mà đợi lấy đơn trên. Xong rồi mới thấy tâm lên là xả. Là sao? Nhận cái đơn trên trước xong rồi mới tính cái đơn dưới nhưng mà xả. Sao kỳ vậy? Là sao không hiểu? Mua mà đợi nhận trước. Đợi nhận cái đơn trước xong rồi mới tính tới cái đơn sau. Là đợi nhận đơn trước rồi mới gửi tiền đơn sau. Thì nói với anh thôi, có gì đâu, 207 chốt cho Như Ngọc ạ. 207 cho Như Ngọc, có giao khui đồ hộp không em?
có dao cua đồ hộp, em không có dao cua đồ hộp baby ơi. Đây chị lấy nửa ký đi nghe chị Lan ơi, nửa ký à. Lấy vá nhỏ tặng chị thôi, để tôi lấy muỗng cơm tôi tặng, mua giá rồi tặng giá nữa anh chị. Rồi đây em lên con này nửa ký cho chị nè, size trung bình ha, trời nhiều quý vậy. Rồi nửa ký tặng một cái vá nhỏ nha. Thôi tặng một cái muỗng ăn cơm đi, rồi tặng cái muỗng ăn cơm. Đây chị, nửa ký của mình ạ, nửa ký của mình. Rồi còn ai lấy vá nữa không mọi người, còn ai lấy vá comment em Ngân lấy vá cho mình nha. Lên một con Tifan lòng đẹp, cái này là size 28, sâu lòng là chín luôn rồi quá trời. Rồi con này em Ngân cân cho mình là 140, mã là 140. Giao khui đồ hộp không có đâu anh trai ơi, giao khui đồ hộp em không có. Rồi còn ai lấy dao muỗng nĩa kèo comment cho bé Ngân biết nha mọi người. 140 chốt cho chị Hằng Lam, 140 cho chị Hằng Lam. Em lên con này nặng tay dữ à. USA Trung đổ xuống đó nhậu tay vịnh tay nắm gì không Ngân? Dạ có chứ, đặc sản mà anh. Mở bình rượu van không? Em có mà giờ nó bên kho kia. Mọi người mua cái này đi phía sau đi. Chảo gan nhỏ sau lưng em hay sao vậy? Dụng cụ mở rượu van có. Đứa nào mạnh giỏi thế chạy lên hỏi mẹ đồ mở rượu van đi, quá trời khách hỏi nè. Rồi con này em Ngân cân cho cả nhà là 670.000 Mỹ nha mọi người, nồi Mỹ 670.000, mã là 670 giùm em, mã là 670. Ừ kiểu vậy đó. Đây nè, có một cái màu vàng díp quá trời díp, một đứa duy nhất luôn nè. Rồi màu vàng luôn nha, một cái duy nhất là đẹp quá anh chị ơi, màu vàng chung với cái lô nỉa vàng nãy đó. Rồi cái này em Ngân bán cho cả nhà 100.000 xịn, cái này tính để lại xài rồi đó, màu vàng luôn. Cái gì 670 của Nhất Vinh nè, bữa chị chốt hai bình ủ trà mà bạn nói bình bị lỗi không đi hàng, giờ mình đặt lại rồi lên ủ trà, nói mà mặt tỉnh dữ thần ớn thật. Ủa thiệt mà em có gì đâu, bình thường ở đây là chuyện bình thường, em đi nhậu với mấy chú em cũng kêu đào bình thường, mọi người có gì đâu, nhu cầu thôi. Rồi con này 213, mã là 213, mã là 213, 213, nhưng mà đào ở em đặc biệt rất là đẹp mọi người ơi. Mấy cô già anh dạt ra lộn hết rồi. 100 cho Thu Lan đạt. Con này là size 17 và sâu lòng là 7 nha. Chốt dụng cụ mở rượu van. Dạ rồi ok. Ủa 100 của ai? Của chị Thu Lan đạt. Chị Thu Lan đặng lấy rồi. Ủa sao chị không chốt mã 100? Rồi em lên con chảo có từ nè. Bé này là 152, 152 có từ ạ. Tiếp viên shop mới thơm ngon, hai lửa ba lửa đâu hả? Sao gu mặn vậy? Đồ khui hộp đâu? Đâu cái nào khui hộp? Không phải, cái khui hộp là cái kia mà. Đây con này là size 14 và sâu lòng là hả? 24 sâu lòng là 14 nha anh chị ơi. 152 chốt cho ai kìa? Cho Minh Khang. Cho Minh Khang, 152 cho Minh Khang. Rồi ngạo đua mẹ cái cục hết của cui rồi. Móc cục hết rồi, kiếm cục hết đi. U là trời. Kiếm giùm em cục hết cho mấy anh chị. Đây con này là 256, bếp từ giùm em nha. 256 luộc gà được, xài bếp từ. Mã là 256 giùm em. Dụng cụ mở rượu còn không? Đây, đây em còn cái này nè chị gái, lấy cái này đi. Cái này đi, lấy cái này đi chị. Rồi con này em Ngân bán cho mình 40, mã 40. Lấy cái này đi nha cô gái ơi, mã 40 giùm em. Đây em có mấy cái đồ khui đa năng đây cả nhà, đồ khui đa năng tức là nó vừa có khui rượu van nè, nó có một con dao nhỏ ha, đó đây này thấy không. Rồi cho nên là em bán cả đám luôn đi ha mọi người. Rồi một cái này 15.000 một đứa giùm em, 15.000 vừa có khui rượu van vừa có dao đồ này nọ đó, 15.000 giùm em, kéo qua đi cô bé. Rồi 15.000 một cái giùm em, mã là 15. Đây em có cái khui rượu nữa nè. Con khui rượu này là 45.000, mã 45. Ok chưa? Rồi bấm đi bạn. Em lên một con chảo gan cho mình nha anh chị ơi. Bé này là size, bé này là size 27 và sâu lòng là 6 luôn nè. Quá đã. Rồi con chảo gan này nó nặng kinh khủng luôn đó đây. 700.000 giùm em. Mã là 700. Rồi cho Trần lên 15. Rồi em cứ bấm đi. Đây mới Ngân lên một con Tifan đẹp. Con này size 20 em bán cái nha. 700 cho cô Thủy ạ. 700 cho cô Thủy lấy gan thép đi bạn. Em này là 148, 148 giùm em. Mã là 148. Rồi 15 hết chưa? Rồi hết nha.
15 hết rồi cả nhà. Đây Ngân lên thêm cho mình một lon cà phê màu đen 46.000, mã 46, mã 46 giùm em, 46.000. Đây lên thêm con gan mới tinh luôn nè cô ơi. Con này là size 27, đúng nghĩa là mới tinh luôn á. Ai có chuyện đàng hoàng quá đẹp. Rồi con này em Ngân cân cho mình là 570.000, mã là 570, mã là 570. Nồi 26 cao bao nhiêu? Cao 14 á chị. Nồi 256 nãy cao 14 á. Cao 14. 148 em chốt cho Trần Linh ạ. À. Đây lên con chảo chiên cá mọi người. 570 cho cô Thủy. Rồi lên gan thêm. Con này là size 34 nha mọi người ơi, xài bếp ga giùm em. Quá rồi, cái này đẹp quá mọi người. Lòng chống dính đàng hoàng. Em này bán cho cả nhà là 160.000, mã là 160. Cho bình nước đi xe đạp, lên bình nước đi xe đạp giùm mình. Lên thêm gan thép đi mấy bạn, lên thêm gan, gan gan. Đây em Ngân lên con này. Một cái lon cà phê nhỏ, bé này là 58, mã 58 giùm em, màu xanh, mã 58. 100. Anh Trần Phương ơi, anh Trần Phương, ví dụ như là mình mua thì đơn nào thanh toán đơn đó giùm em được không anh? Được thì mình chốt nha, chứ để như hôm bữa mấy bạn phải xả đơn của mình à. Tại vì hai lần luôn hả? Dạ nếu mà mình mua mình thanh toán luôn được á thì mình chốt nha anh ơi. Tại vì ở bên em quy định chỉ lưu hai like rồi ok ha. Chứ để mình nói mình phải đợi lấy đơn kia nữa là không được à. Rồi con này 58 đẹp cho anh Giang Quách Trung nè. Đây cái bình đi xe đạp đẹp quá nè anh trai ơi. Con này là 37.000 đẹp quá nè. Mã 37, 160 chốt cho anh Trần Phương. 160 chốt cho Trần Phương. Mỗi lần xả đơn vậy là mấy bạn nhân viên bị la nhiều lắm á mọi người. Mọi người xả thì dễ. Dạ rồi ok. Rồi con này là 20k, 37 cho anh Đăng Minh. Cái đó là 20k nha. 37 không giữ nhiệt nha mọi người, đựng nước uống chơi thôi. Rồi hai cái bình nhỏ này là của hai cái bình nhỏ này bán cho mọi người 30k, 30k, 30k giùm em. 37 nhiều người thích quá ta. Đây với Ngân lên một con chảo gan quay treo size 24 nha mọi người. Size 24 đây, nó như vậy. Rồi con này là 450.000, mã là 450 giùm em. Mã là 450, 450.000 luôn mấy cục vàng ơi. Mã là 450. Em lên chảo chiên trứng cho mình nha. Con này lòng trắng rất là đẹp. 80, mã 80 có từ luôn nè. Mã 80 giùm em. 80.000. Rồi lên thêm một con bình inox, full inox 1 lít nha. Đây bé này sạch sẽ ngon lành. Em này là 137, mã là 137 giùm em. 137.000. 80 em chúc cho anh Lê Hoàng. 80 là gì vậy? Chảo vuông ạ. À? Rồi thêm chảo vuông ạ. À. Đây nè anh, tiệc cưới. Rồi lấy này cho tiệc cưới luôn đi, đồng giá luôn, đẹp luôn nè. Lấy này cho tiệc cưới đi. Rồi ok chưa cả nhà yêu? Đây em Ngân lên con này. Size 35, mỗi lần em cầm cái giống vậy là em nghĩ tới mấy người làm bột chiên liền luôn á. Rồi con này có chống dính nha mọi người. 247 giùm em. 247, 137 là gì bạn? 137 em chốt cho anh Giang Quách Trung ạ. Rồi cả nhà còn ai chưa cho bé số điện thoại thì cho em xin nha. Bên em là chuyển khoản đi hàng. Rồi con này là 110, mã là 110, hiệu Bi Cúc. Hiệu Bi Cúc 110. Em có con chảo chiên trứng size 20 vân đá 84.000 nha mọi người ơi. Mã 84, mã 84 giùm em. 84.000 ok chưa. Em có đồ đánh vẫy cá nè anh chị ơi. Em luôn có đồ đánh vẫy cá à. Có mấy cái thôi. Rồi 15.000 một cái. Chốt mã cá giùm em đi ạ. Mã cá, đồ đánh vẫy cá 15.000 một cái. Cá giùm em. Mã cá nha, được có 5 cái thôi. Đồ đánh vẫy cá. Chảo tròn có xài từ, có anh Ly. 84 em chốt cho anh Minh Khang. Chị Yến Gia Trang cá, Thu Hằng Dương cá. Thanh Ly, Minh Khang chốt 84 chưa. Rồi lên thêm chảo tròn. Chảo tròn có từ mọi người, đẹp luôn á. Cá hai cái cho anh Đăng Minh. Rồi con này là size 22 cả nhà. Lục mấy cái đó đi trực ơi. Rồi con này em Ngân cân. Bình 2 lít miệng rộng còn luôn ạ. À. Đây. Rồi con này đẹp nha anh chị ơi, vân đá luôn. 93.000. Đây đẹp nha, mã 93 giùm em. Chú cá, chú cá. 2 lít miệng rộng đẹp đây nè cô Thủy ơi. Đây. Chị em đây đây một cá. Kịp không? Con này là 195.000 đẹp quá trời. Lấy con này chị Thủy không móp đâu nha, tại cái camera quỷ này nó cứ eo. Rồi lấy con này đi, vừa mới vừa đẹp á chị Thủy. Kìa bông bạn. Chị Yến Gia Trang nói gì kìa. Chị Yến Gia Trang 3 cá. Đúng không? Hết cá rồi anh chị ơi, đổi cái khác đi. Giờ mình chơi cua. Cá mình xong rồi giờ tới cua. Xem lại bình nước 110 em gái. Và sau like sẽ có nhân viên chụp hình sản phẩm cho mình nha. Bây giờ qua rồi ạ. Không thích loại nắp đó. 195 đẹp vậy mà không thích nữa.
Nguyễn Văn Danh à, anh Danh cho em số điện thoại đi, bên em là chuyển khoản đi hàng. Đây cá xong rồi cái cua đi anh chị, để em coi cái con này bao nhiêu đi. Ồ có đứa nặng có đứa nhẹ mọi người ơi. Rồi vậy thôi à, bán cái đi ha. Rồi à, con này 60 giùm em. Cái cua cả cái kẹp hình càng cua này thì 50 giùm em ạ. 50. Rồi đứa này 55 ạ, 55. Cua không có tiền nha. Còn em thì bị dị ứng mọi người. Suốt đời em chỉ biết nhìn người ta ăn cua thôi mọi người. Cái kia nãy như cái gì 15? Cái 50 cho anh tiệc cưới kìa. Cái này 57 ạ, 57 nó không giống giá rồi mọi người ơi. Rồi con này 50 luôn nè. Rồi kéo qua đi bạn. Rồi em này là 20 mã 20 giùm em, nó nhẹ mọi người. Rồi ok chưa? Đây em ngon lên một cái nồi inox cho mình nha. Con này là size 27 và sâu lòng là 11. Có từ luôn anh chị, có từ một cái nồi inox đẹp. Rồi con nồi inox có từ này là 194 mã là 194 giùm em, 194 nha. 20 chốt cho anh Đăng Minh, 20 em chốt cho anh Đăng Minh. Em bị dị ứng. Dạ đúng rồi, em bị dị ứng cờ đó, đúng rồi đó. Như vậy lắm rồi đó. Đây, tụi em đang trong anh Trung xuống quá nè anh Trung ơi. Con này 250 mọi người, đẹp quá, hiệu On Go. 250 dáng thể thao hiệu On Go nha. 250 giùm em ngon, mã là 250 mấy cục vàng ơi. Mã là 250. Mã là 250 ạ. Rồi giờ ăn cua ăn gạch cua được chứ hả? À, 60 với 55 cho anh Quách Trung. Ok anh trai nha. 60 với 55 cho anh Quách Trung. Rồi giờ mình ăn gạch cua chứ hả mọi người? Mình ăn gạch cua chứ hả? Rồi em bán một bó 100 đi mọi người ha. Một bó 100 ngàn đi ha. Thiệt em chán em ghê luôn á. 100 ngàn nhiều cái lắm nha mọi người. Mấy cái cây này là mấy cái cây ăn gạch cua đó mọi người. Lấy thịt cua rồi nè. Trên đây nó để hình con cua nè mọi người không. Lấy gạch lấy thịt rồi nè. 100 ngàn một bó đấy mọi người. Để em coi được mấy bó. Một bó nó nhiều lắm luôn á. Một bó nó nhiều lắm mọi người. Ông có thôi đi không. Rồi 100 ngàn một bó giùm em ạ. 100 ngàn một bó. Đây cây lấy thịt cua 100 ngàn một bó giùm em ạ. Mã 100 đi mọi người. Nhiều lắm nha mọi người ơi. Rồi 100 ngàn một bó. 100 ngàn một bó. Rồi ai lấy thì chốt giùm em ngon. Mã 100 đi. Mã 100. Rồi anh Liên Đạt tiệc cưới nè. Rồi chị Yến Gia Trang nè. Em sắp đám cưới rồi đó. Mốt có gì em điện thoại anh Đạt nha. Đây mới lên thêm con này. Tên tên tàn. Rồi còn 2-3 set nữa là hết rồi quý vị ơi. Một set ta nhiều dữ lắm luôn. Một nắm tay vậy nè. Quá trời có 100 ngàn. Rồi còn ai lấy comment cho em Ngân biết nha. Nay có chốt được cái kẹp cua 50 không em? Chị Yến Gia Trang. Có nha chị, có. Đây em lên thêm con cháu gan nhẹ thôi. Size 29 mới tin nè quý vị. Mới tin có chuyện không nè. Con này đã quá cô Thủy ơi. Cô Thủy ơi. Rồi 763 ngàn. Mã là 763. Khuyến cáo dành cho người tập tạ nha mọi người nha. Mấy người yếu yếu thì thua rồi. 763 ngàn. Mã là 763 dùm em. Em lên cái ủ cháo 140. Mã là 140. Mã là 140 ạ. 140 ngàn dùm em con này. Mã là 140. Lên chảo đẹp đi mấy bạn. Đây mấy con lên con này. Con này là 49 ngàn. Mã 49. Mã 49. Em ơi cái bình 250 chốt cho chị chưa? Chị Thu Hành Dương. Chị Hạnh Thủy. Là cái gì vậy? Của Thu Hoàng Dương hả? Hết tiền rồi. Cô gẹo con nữa. Cô chốt có 2 món một con nó hết tiền. Đây em lên con này cả nhà nha. 4 lít rưỡi ạ. 4 lít rưỡi. Có từ luôn nha mọi người. Một cái nồi áp suất nè. Cái này mua về mình làm canh tiềm hầm nữa nhà. Đỡ tốn ga mọi người. Nấu nó nhanh mềm. Rồi em này là có 730 ngàn rồi quý vị. 730 ngàn mà 4,5 lít ron núm đầy đủ về là dứt thôi mọi người ơi. 730 ngàn. Mã là 730 giùm em. Mã là 730. Rồi mấy anh chị yêu của em cần cái gì thì comment em Ngân lên liền cho mình. Con này là size 27 và sâu lòng là 6 nha. Bé lên một cái chảo nè. Con này là size
Con này là 184 Tifan của Pháp. 730 em chốt cho anh Lê. 730 cho anh Lê. Asahi 18 ạ. Asahi 18 giùm em. Rồi con này bán cho cả nhà, đẹp quá mọi người. Cái này bán 150, 150 mã là 150. Mã là 150, cái đó mới tin luôn à nè. Đây con này 30 mã 30 giùm em, một cái chảo chiên trứng mã 30. 150 em Ngân xin chốt cho Nhất Vinh ạ. 150 của Nhất Vinh. Rồi em lên con này. Có nồi nhôm vàng size 20 không? Con này là size 23 và sâu lòng là 6 nha. Có từ, có tô inox bự không ngon, còn tô inox của các bạn về mấy cái đó đó. Đây con này em Ngân cân cho mình. Ôi chà, phải cung Mỹ ông ta quên nữa. Rồi con quánh inox rất là đẹp, 270 ngàn. Mã là 270, mã là 270. Có nha anh nè, có để éo xà chốt cho anh nè. Đây lên cái lòng phát size 30, sâu lòng là 10. Cái này để làm cái nồi lẩu là quá đã luôn á mọi người. Em này là 160, mã là 160. 270 cho cô Thủy cái gì vậy bạn? 270 cho cô Thủy. Rồi em Ngân lên thêm con này 50k, mã 50, đẹp ơi là đẹp luôn. Mã 50 giùm em Ngân, 50k. Thêm con này size 17 và sâu lòng là 8 nha. Em này là 125 ngàn. Đẹp quý vị, lòng đẹp luôn, 125. Đây em có mấy cái tô inox nè. Là kiểu dày đúng không chị? Đúng không? Size 20, sâu lòng là 9 nè đúng không? Đây em lên vài cái chục một set luôn nha. Rồi hai cái chứ đi mọi người, hai cái. Rồi hai cái này em Ngân bán cho mình là 110 110. Cho em chảo chiên trứng đi. Mà nhiêu em quên, mã nhiêu em quên hả? Chảo chiên trứng 50 50, cái này đúng không? Mỗi chân quá mọi người. 50 mã 50, mã 50. 110 cho ánh nè. Đây mấy con lên cái rổ, con này là size 24, nhất định phải lấy được cái rổ này nghe. 50 của chị gì nãy mới nói đó phải không hả? 50 của chị gì đó có, đúng không? Hay là anh Nguyễn Thuận chị đó có lấy không? Rồi con này là size 24 nha. Cái tròn á, cái gì vậy? Tao đá ba sườn tao chưa nói gì hết. Con này nhanh lắm, nhanh lắm. Rồi 160 ngàn. Cái rổ này nhất định phải lấy mọi người, nó xịn lắm luôn á. Nãy giờ em muốn để dành lắm rồi đó. Cái tròn á, thôi lấy cái khác đi bà ơi, bà không nhớ luôn á. Con này là size 20 chảo pháp luôn nè chị. Bé này là 100 ngàn. 100 ngàn, 160 cho cô Thủy. 160 cho cô Thủy. Rồi con này là size 30, một đứa duy nhất à, 97 ngàn. Mã 97 giùm em, mã 97 anh chị Ngọc ơi. Đây tiếp tục, em này là size 20. Con này là 85 ngàn. Có từ mã 85. 97 là cho Suri nè. 100 cho anh Lê Hoàng. Đạo diễn Lê Hoàng cho em số điện thoại đi. Đạo diễn Lê Hoàng. Rồi phải ngon lên con này anh chị. Con này 51 ngàn, mã 51, ruột đẹp ghê không. Lên thêm chảo tròn chiên trứng đi. Đây chảo chiên trứng em còn size 18 nha, bếp ga giùm em. 62 ngàn, lòng đẹp, mã 62. Thường bếp ga nó nhẹ lắm mọi người, tại vì nó không có cái bộ phận bắt từ là nó nhẹ hẳn luôn. Rồi con này hiệu Tiger 49 ngàn, mã 49. Rồi anh chị nhớ cho em số điện thoại nha, không mẹ em la đó nha. Đây em lên một con chảo gan size 26, lòng đẹp, vỏ đẹp luôn ạ. À, vỏ đẹp. Đây 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 đây, tôi hỏi inox mà không thấy, tôi chốt nơi Ngân ơi là sao? Anh Lê hỏi gì vậy, chưa chốt được hả? U là trời. Rồi con này là 471, mã là 471 giùm em. Mã là 471. 49 em chốt cho Bao Thanh Thiên ạ. À, cho em xin số điện thoại nha. Bên em là chuyển khoản đi hàng. Lấy cái tô khác cho chị Anna Lê đi, chị chưa chốt được kìa. Trời ơi sao nãy giọng nói. Con này size 20 và sâu lòng là 9, lên mấy cái ủ trà đi. Cái chảo tròn chiên trứng giống cái vọt á chị. À cái 30k á quên. À cho anh xã mã 80 nghe, em đừng la làng nghe. Tôi giận hết sức vậy đó. Rồi con này là 82 ngàn, mã 82. Ghét anh Lê Hoàng từ đây vậy đó. Đây nè 30 bà hai, bấm đi. 30 mã 30. Mã 30 giùm em, mà nãy giờ nói tùm lum hết em không biết nói cái nào luôn á. Thì ra là cái này. Đây với Ngân lên một con ủ trà 2 lít nha mọi người. Bỏ một nhúm trà thôi, uống từ sáng tới chiều. Nhưng mà nhớ đổ nước nha. Đây con này là 256, mã là 256 giùm em. Mã là 256. 30 chút cho chị Phương Võ, 82 chút cho Giang Quách Trung ạ. À, đây em Ngân lên con này một, ôi mới luôn nha quý vị, chưa gắn núm luôn nè. 130 ngàn giùm em. Mã là 130, nó mới ken xà beng luôn. Đây đây, cho anh xả cái nhé. Em giận anh luôn á anh Trung. Ủa mà nãy giờ anh Trung có chốt gì đâu xả.
Rồi 130.000 cái nồi nhôm mới đẹp quá trời, mã là 130 giùm em. 130 của Xú Rì. 130 em chốt cho Xú Rì. Lên một cái chảo nhôm mới cả nhà. 80 coi cái lồng này nhức nhối chưa? 80 xài bếp ga giùm em nha. 80 mã 80. Cái này là gì cha? À, còn thau nhôm thôi à, thau inox hết rồi. Đây con này là size 21 anh chị ơi. Núm đen quá. Ôi là trời. Rồi con này một cái duy nhất luôn mọi người, mặc dù chưa biết là cái gì nhưng mà nó lạ. Rồi 55.000 mã 55. Còn mấy cái thau bự đem bán luôn đi, cái thau rổ. 55.000 mã 55 giùm em, mã 55. Rồi em lên chảo lòng kim cương nha quý vị. Bé này là size 27 nè. 55 em ngân xin chốt cho cô, 55 của cô Thủy. Rồi bé này là 128.000, lòng đẹp vỏ đẹp luôn, 128 bếp ga giùm em. Mã là 128. Được chưa mấy cục vàng ơi? Cho em lên cái rổ cho quý vị. Con này là 52.000, mã 52. Đây em có cái rổ cũng nhỏ thôi ạ. À. Bé này là size 51 cả nhà. 260 ạ. À? Sao nhớ hay vậy? Ồ đúng rồi. Rồi 260, mã là 260 giùm em nha quý vị ơi. Mã là 260. 260.000 giùm em con này. Mã là 260 ạ. À. Bà Trùm miền Trung là quốc lạ độc hiếm. Rồi em ngân lên thêm con này cho mình. Cái này là size 28 có từ luôn nè, mấy cục vàng của Pháp. 260 em chốt cho anh Giang Quách Trung. 260 anh Giang Quách Trung. Rồi con Tifan này 250 mọi người, lòng đẹp có từ, 250 giùm em. Mã là 250. Bình 1 lít nha, bình 1 lít hiệu Themos. Con này ngân con cho mình là 108, mã là 108 giùm em. 108.000. Mã là 108. Em lên con chảo size 18 và sâu lòng là 5, lên mấy cái lòng hấp đi. Em này là 90.000 có từ, mã 90 giùm em, mã 90. Đây lên cái lòng hấp cho mọi người nha. Con này là size 25, một tầng nha mọi người. 108 mấy ngân xin chốt cho anh Bao Thanh Thiên ạ. À. Cho số chưa? Rồi ok, tiếp tục. Có từ luôn nha mọi người. Cái lòng hấp đẹp quá dữ luôn. 280.000, mã là 280. Mã là 280. Có nồi inox Mỹ không quý vị? Đây lên con nồi thép size 24 và sâu lòng là 13. Đây nồi này là nồi thép nha mọi người, có chống dính luôn ạ. À. Em nồi thép này là 220, mã là 220 giùm em, 220. Ghi số anh Trung đẹp trai vô kìa để không nhớ. Đây em lên cái lon cà phê cho mấy anh trai nha, có cản đá luôn ạ. À. Rồi lon cà phê này là 64.000, mã 64 anh chị ơi. Mã là 64 giùm em ạ. À. Lên hộp cơm cô Quỳnh, mã 64 giùm em. Ghi số anh Trung dán khắp shop đi mọi người. Đây bình màu hồng quá là xinh luôn. Con này là 46, mã 46 giùm em. 280 nồi hấp cho chị Lan Tròn. U là trời mặt trời. Cho xin cái da cái che lại được không? Muốn nổ con mắt luôn á. 280 em chốt cho chị Lan Trần, cho em số điện thoại đi, bên em là chuyển khoản đi hàng ạ. À. Đây em ngân lên một cái ấm mọi người, 2 lít xài bếp ga giùm em. Con này là 155, mã là 155. 46 em chốt cho Bao Thanh Thiên ạ. À. 46 em chốt cho Bao Thanh Thiên. Rồi con này 1 2 3 rồi 420 giùm em, có đũa luôn nha. 420, khách cũ mà. Miếng nữa, miếng qua đây miếng nữa. Miếng nữa. Đó trời ơi, bớt nắng nó thấy xinh hẳn ra luôn á, nắng chó đuôi luôn á. À, khách cũ hả? Tại vì đổi avatar nên em đâu có nhìn ra. Thanh Ly 420, anh Trung sau. Đây, được rồi. Con này là size 25 và sâu lòng là 11. Có từ luôn nha mọi người. Một cái này kêu là cái gì? Một cái lòng nồi nhôm. Có từ 245, mã là 245 giùm em. 245.000. Em lên cái set dĩa. Dĩa xứ Pháp mọi người. Bé này là size 21 và sâu lòng là 6, rất là đẹp. Có nó có gợn sóng nhẹ đây mọi người ha, made in France đàng hoàng. Rồi, Pháp nha. Pháp em bán 180 một ký. Mạng anh nay yếu vậy ta. Năm cái này là 295. Năm cái này là 295 cả nhà. Hôm bữa em bán là 220 một ký á. Rồi, 295 giùm em, mã là 295. Đây với ngon có một chảo không quay. Con này là size 24 và sâu lòng là 8. Bé này em cân cho mình là 112, mã là 112 có từ. Hay do nhiều chuyện nữa. Ai mà bé, chảo đi em, lên chảo đi. Đây con này mới luôn, size 28, sâu lòng là 11.
Bữa nay không có anh Trung Kiên Giang cái nó lên chảo đẹp chữ, nó lên lòng nồi chống dính đâu đó, 380.000 con này mọi người, nồi chống dính lòng đẹp luôn, 380 giùm em, mã là 380 đây, chảo đẹp là bao thanh thiên. Bé này là size 27 và sâu lòng là 7 nha, bếp ga giùm em. Rồi con này em cân cho mình là 135, xài bếp ga, mã là 135. Rồi em lên thêm một con xài bếp từ nha, đây màu tím lấp lánh luôn nè, đẹp lắm. Bé này là size 28, con này là 136 xài từ nha, 135 thì xài bếp ga. Đây em lên cho mình thêm một cái quánh inox à, lòng sạch sẽ ngon lành có từ luôn nha anh chị ơi. Con này là size 22 và sâu lòng là 9. Rồi bé này em cân cho mình là 154 giùm em, 136 em chốt cho anh Minh Khang, 136 cho Minh Khang, chảo vuông đẹp xài bếp ga giùm em. Bé này là 114 lòng đẹp xài bếp ga, mã là 114. Em lên con nồi nhôm mọi người, nồi 25 cao 10, nồi 25 cao 10. Bé này là size 26 và sâu lòng là 10, nồi nhôm nha, 114 em chốt cho Thanh Thiên à, 114 cho Thanh Thiên. Rồi con nồi nhôm này là 227 giùm em, mã là 227, 227.000. Đây em lên thêm, đâu nồi có chưa? Nồi 25 cao 10, y chang luôn á, 25 cao 14 được không ạ, cao 14. Bếp ga giùm em nha, bếp ga, lòng đẹp quá trời luôn. Rồi con này là 297, nồi đẹp quá, mã là 297 giùm em, 297.000. Em ngon lên con bình 2 lít miệng rộng nha mọi người, đây miệng rộng 2 lít. Bé này là 204, mã là 204 giùm em, mã là 204, 204.000, mã là 204 giùm em, 204. Rồi em lên chảo thép nhỏ, chảo thép size 21, bé này là 130, mã là 130 anh chị, mã là 130 giùm em, một con thép size nhỏ 130.000. Rồi em ngân lên cho mình con slim nửa lít 500ml nha, 88.000, mã 88, bình full inox à, mã 88 giùm em. Cho em mấy cái nồi inox lớn đi. Đây em lên con này size 23, cao 10 nè, dày lắm luôn, nặng tay nữa. Ai thích bền thì lấy con này mọi người, nặng lắm. Bé này là 445, mã là 445 giùm em ạ, 445.000, mã là 445. Rồi mấy anh chị cần gì comment để em ngân lên cho mình liền nha. 88 chị Lan Trần, con này là 64.000, mã 64. 114 chút chưa? Rồi. Rồi em lên con này là 2 lít miệng rộng luôn nha anh chị. 445 em chốt cho Nhất Vinh à, 445 của Nhất Vinh. Con này là 214, mã là 214 giùm em, mã là 214, 214.000. Lên nồi men nha anh chị ơi. Đây biết không, có một cái nồi men hoa rất là xinh. Con này là size 19 và sâu lòng là 10. Hiệu Tiger luôn nha mọi người, cái nồi này của Tiger. Rồi con này em ngân bán cho mình là 320.000, mã là 320, mã là 320. 214 là gì bạn? 244. Có 244. Hả? 214 của Thanh Liêm à. 214 em chốt cho Thanh Liêm. Đây cái ngon lên con này. À Thanh Thiên lộn. Cái này là size 30 nha cả nhà, size 30 và sâu lòng là 15, luộc gà được luôn anh chị. Bếp ga giùm em. Con này là 410, mã là 410. 410 giùm em ạ. À. 410.000. 410.000, mã là 410. Quánh bằng thép và có miệng rót anh chị, size 22 và sâu lòng là 9 nha. Con này là 163, mã là 163 giùm em, 163.000, mã là 163. Em có quánh nhôm mới size 20, sâu lòng là 10, cái lòng mới tinh luôn em bán cái nha. Rồi con quánh nhôm mới này là 150, mã là 150, xài bếp từ được luôn ạ, 150.000. Bình 2 lít miệng rộng nữa nha anh chị, ai hụt con kia lấy cái con này nè. Đây 2 lít miệng rộng ngon lành, ngon lành cành đào, 250 cho chị Thu Hằng Dương, 250 cho chị Thu Hằng Dương, 150 chị, 190 à, 190, mã là 190 giùm em con này, có dây đeo luôn, 150 chị Thu Hằng Dương ơi, lộn rồi, bo 100.000.
Đây dặn lại giùm mình cái. Đây với Ngân lên thêm khuôn bánh cho mình nha anh chị. Đây một cái khuôn bánh bằng nhôm. Bên trong là chống dính luôn ạ. Bé này là 110, mã là 110 giùm em. Mã là 110, 110 ngàn. Khuôn bánh nhôm. Rồi em lên thêm cho mình một cái bình Tiger nhỏ nha. Con này là 42 ngàn, mã 42 giùm em. Mã là 42, mã là 42. 110 em ngân chốt cho Nhật Minh ạ. 110 cho Nhật Minh. Con này size 29 và sâu lòng là 10, đẹp lắm mọi người ơi, ngon lành. Nó chỉ bị cấn nhẹ đây thôi, còn cái lòng là mới tinh chưa xài luôn á. Rồi cái nồi chống dính thì em ngân cân cho mình là 300 ngàn ạ. 300 ngàn, mã là 300, đẹp lắm luôn, có từ. Mã là 300, mới chưa xài á. 300 ngàn, mã là 300 giùm em. Rồi em lên một con quánh nhôm size 16, sâu lòng là 8 nha. Lòng đẹp luôn mọi người, em bán cái ạ. Rồi cái quánh này xài bếp từ được. 135, mã là 135 ạ. 135 ngàn, mã là 135 giùm em. Chảo vuông mới nha anh chị, cái này em bán cái ạ. Rồi con chảo vuông này là 99, mã 99 giùm em. Mã là 99. Rồi cả nhà yêu cần gì comment đi để em lên cho mình nè. Đây em lên lon cà phê nhỏ. Bé này là 35 ngàn, mã 35, một lon cà phê nhỏ, mã 35 giùm em, 35 ngàn. Đây, 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 em bán cái nha quý vị. Cái này đẹp lắm, một cái duy nhất luôn. Chảo có rảnh mới. Con này em ngon bán 230 ngàn, 230, mã là 230 giùm em. 35 em chúc cho anh Thanh Thiên, 35 của anh Thanh Thiên ạ. Rồi, tiếp tục, bé này. Bé này là 49, mã 49 giùm em. Mã là 49, 35 của anh Thanh Thiên, 230 của chị Yến Gia Trang. Rồi con này là 45 ngàn, mã 45, hiệu thêm mốt giùm em. Mã là 45. Em lên một chảo xào đồ ăn nha mọi người. Size 30 nè, sâu lòng là 9, su ca nó mới nó đẹp. Rồi con này bán cho cả nhà là 180, đẹp thật sự luôn. Mã là 180 giùm em, 180 ngàn. Mã là 180 ạ. Rồi em ngon like một tẹo nem ớt cho nên là mọi người cần gì tranh thủ nha. Con này là size 19 và sâu lòng là 8, có từ. Em không có bán bếp từ chị ơi. Rồi con này là 127, 127. Bình xe đạp còn anh lấy bao nhiêu cái ạ? Bình xe đạp còn 180 cho Mỹ Hưng, 180 cho Mỹ Hưng, kịp không? Rồi bé lên con này. Bình nắp bọc hai khóa nha. 75, đẹp quá trời luôn, 75 ngàn, mã 75. Em lên cái nồi inox siêu dày luôn mọi người, nặng lắm, dày lắm luôn, mới tinh. Rồi con này là size 27, size 27, nặng lắm luôn mọi người ơi. Rồi con này em ngân cân cho mình là 700, ôi trời ơi, ông quên, lộn, em xét giá lại đã. Con này là 556 ngàn, mã là 556 giùm em, siêu dày ạ, mã là 556, tao muốn gãy cái tay luôn nè, 556 ngàn. Đây lên một con vân đá lồng đẹp, cái này em bán cái nha anh chị, xài từ được luôn. Em này là 106, 106, mã là 106. Lấy hai cái bình xe đạp cho anh Đăng Minh đi. Đây em có cái quánh nhôm, cái quánh này là để hâm đồ ăn cho bé nha. Rồi con này bán cho cả nhà 125, 125 xài bếp ga lồng đẹp. 125 giùm em. Rồi hai cái 40 nha anh Đăng Minh ơi, hai cái 40 giùm em. Mã là 40 ạ. Đây ngon lên một cái chảo chiên trứng size 20 và sâu lòng là 5. Con này em ngân con cho mình. Lấy mấy cái nồi hấp nhôm lên giùm mình đi bạn. Con này là con này là 85, mã 85, có từ, mã 85. 125 cho chị Huệ, 40 cho anh Đăng Minh ạ. 40 cho anh Đăng Minh. Rồi bé này size 26, sâu lòng là 8 nha, xài bếp ga. 115 ngàn, 115, mã là 115 giùm em. Em có cái nồi hấp nhôm nha anh chị, nồi hấp nhôm. Con này là size 26 nha. Đây. 2 tầng. Nhôm thì xài bếp ga giùm em ạ. Rồi nồi hấp nhôm này là 547, mã là 547 giùm em. Mã là 547 ạ, 547 ngàn. Rồi lên thêm con này. Con này là size 18, xài bếp ga nha. Bé này là 152, mã là 152 giùm em, 152 ngàn. Ấm đi, mã là 152. Bình 1 lít đi anh chị. Con này là hiệu Themos nè. Bé này là 102, mã là 102 giùm em. 102 ngàn, mã là 102. Còn cái màu tím 20k chốt luôn đi mọi người, dễ thương quá nè, 20k. Mã là 20.
em có ấm 2 lít có còi và có tần luôn, bên trong rất là sạch nha. Rồi con ấm 2 lít này là 123, mã là 123. Mã là 123 20. Anh Đăng Minh lấy bao nhiêu cái em lấy cho? 20 cho anh Đăng Minh cái đó luôn đi bạn. Rồi bình này nửa lít à, 75.000 anh chị, mã là 75 giùm em. Mã là 75, 75.000. Mã là 75. 123 là gì vậy? Giang Quốc Trung ạ. À. Đây lên cái nồi quá xịn luôn. Con này là size 29 và sâu lòng là 11. Bếp ga giùm em lên cái nấm đi mấy bạn. Em này là 208, mã là 280. Mã là 280, em lên ấm khác cho mình nha. Nè. Đây cái ấm này mới tinh luôn mọi người, sạch sẽ nè, xài bếp từ xài bếp ga giùm em. 2 lít 123 luôn nè. Ô 124 đi để trục, 124, mã là 124. 124 ạ. 20.000 mã 20 giùm em, mã 20. Rồi em ngân lên thêm cái quánh nhôm size 21 và sâu lòng là 10. 124 em chốt cho chị Yến Gia Trang, lên thêm ấm đi bạn. Rồi con này là 126 quánh nhôm, mã là 126 giùm em, thêm ấm giùm em. Đây em có con ấm này, nó bếp ga nha mọi người, xài bếp ga. Sao nó kỳ vậy? Cái này nó kỳ lắm. Sai rồi. Cái này đáng lẽ là đây nè, như vậy mới đúng nè cha ơi. Cái này nó phải đụng dưới đây nó mới hú được chứ. Nó bị mớp nhẹ đấy. Rồi, ok. Con này 137, mã là 137 giùm em ạ. 137.000 tầm 1 lít nha mọi người. Đây, còn cái ấm nữa nè, anh Trần Phương chưa được đúng không? Bên trong sạch quá trời luôn nè Phương ơi. Rồi, con này bếp ga giùm em 136. 136, mã là 136, sạch sẽ quá trời. Mã là 136 giùm em. Em lên con chảo đẹp nè. Bé này xài từ nha. À 138.000, mã là 138, chảo đẹp, thiệt đẹp luôn. 138 có tầng, mã là 138, 136 cho Trần Phương. Rồi 20, mã 20 giùm em. Mã 20 ạ, 20. Lên một cái bình nước màu đỏ nha cả nhà ơi. Con này là 67, mã 67 ruột đẹp. Mã 67 giùm em, tầm nửa lít nha mọi người. 138 em chốt cho Minh Khang ạ. 20 cho anh Trung Nguyễn, 20 cho anh Trung Nguyễn. Rồi con này là 42.000 màu hồng. Mã là 42 giùm em, mã là 42 anh chị, 42.000. Thêm con chảo nhôm đẹp nè, có tờ 77.000 màu hồng. Mã 77 chống dính luôn, 77.000, mã là 77. Em lên con chảo sâu lòng size 26, sâu lòng là 7. Đứa này là 148, 148 giùm em, mã là 148, 148.000, mã là 148. Rồi mới ngân lên một cái nồi luộc gà to. Con này là size 28 và sâu lòng là 15. Bếp ga nha mọi người, bên trong nó có cho mình cái lồng hấp luôn. Rồi con này là 349, mã là 349 giùm em. 349.000, mã là 349 ạ. Mã là 349 giùm em. Rồi em lên thêm cái bình 1 lít cho mình nữa ha. Con này là hiệu Dream Sport 117, loại này 1 lít 117, mã là 117 giùm em. 117.000 ạ. Mã là 117. Có cái chảo gan quý vị, size 29 và sâu lòng là 7 nha. Có từ luôn nè, 117 cho chị Nung Nguyễn. Rồi em này là 512, 512, mã là 512 giùm em ạ. Mã là 512, 117 cho chị Nhung Nguyễn. Lên mấy cái chảo sâu lòng từ đi. Bé này size 20, sâu lòng là 9, có từ luôn nha anh chị ơi. Con này là 130, mã là 130 giùm em. 130.000, có từ, mã là 130. Quánh inox nha quý vị, có từ luôn ạ. Bé này là size 15 và sâu lòng là 8. Rồi con quánh inox này là 108.000, mã là 108 giùm em. Rồi ok, mấy anh chị yêu có cần gì nữa không comment em lấy cho mình nha. Một xíu nữa lại móp ạ. Con này là size 28, sâu lòng là 9 nha, lòng đẹp lắm. 183.000, mã là 183. 183 giùm em, mã là 183. Đây em có cái quánh Mỹ ạ, cái quánh Mỹ. Rồi cái quánh Mỹ này là size 22, 183 cho anh Minh Khang. 385.000, 385 một cái quánh Mỹ, mã là 385 giùm em. 183 của Minh Khang. Lên cái ấm đẹp nè mọi người, sạch sẽ ghê không. Rồi bếp ga giúp em. Con này em ngân công cho mình là 135, 135.
mã là 135. Còn bình đựng cà phê đây 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 có chứ, lên lâu cà phê 30, mã 30 giùm em, hình con gấu mã là 30 30. Rồi em lên thêm lon cà phê 60, mã 60 giùm em, lon cà phê màu xanh mã 60 ạ, hay là màu xanh nhạt. Em này là 48, mã là 48 nha, 30 cho Thanh Thiên, 30 cho Thanh Thiên. Lên cái lon màu cà phê màu hồng cho mấy chị nè, 46.000, mã 46 giùm em ngon, mã là 46. Em có con chảo Tiffany đẹp, đẹp thiệt luôn, size 28, xài bếp ga. Rồi cái này em ngon cân cho mình là 215, mã là 215, mã là 215, 215.000. Đây em có một lon cà phê nắp bọc nha mấy cục vàng ơi. Đây bọc như thế này. Bé này là hả? Quánh Mỹ bao nhiêu chị không nghe? 300 mấy á? 385 chị Nguyễn Hạnh. Con này là 59.000, mã 59. 385.000 chị ơi. Đây em lên một cái nồi nhôm cho mình nha. Con này là size 26, nồi nhôm nắp cao mọi người. Rồi em này là 150, mã là 150 giùm em, mã là 150, 150.000 anh chị, 59 cho chị Nhung Nguyễn giùm mình, 59. Lên con chảo lòng này là lòng titanium, size 30, sâu lòng là 10, đẹp lắm, 170.000, coi cái vỏ nè mọi người, trắng tinh luôn á, 170.000, mã là 170 giùm em ạ, mã là 170. Rồi ok chưa, chị Nguyễn Hạnh có lấy cái kia không chị? Con này cũng lòng titanium luôn mọi người, nhưng mà nó nhỏ hơn một xíu, nó xài bếp ga. Bé này là 83.000, mã 83 giùm em, mã là 83. Em lên một bình full inox 2 lít nha, cái này mình vặn ở đây uống cũng được nè, vặn ở đây cũng được, ở đây để vặn ra để vệ sinh ha. Vô nước đá rồi đó. Rồi con này là 190, mã là 190 giùm em, 190.000, mã là 190. Rồi đây ok chưa, mã là 190. Em có cái quánh chống dính nè, con này là hai màu nha mọi người, loại này là hai màu. Rồi quánh chống dính này bán cho cả nhà 160, đẹp xuất sắc luôn ạ, 160. Rồi ok thôi, cả nhà không mua gì nữa thì em ốp đi chơi nha, bye bye mọi người. Một chút nữa nhân viên sẽ chốt đơn cho mình, gửi vào tin nhắn Facebook Messenger á. À, mọi người nhớ để ý Messenger giùm em nha. Bên em là chuyển khoản đi hàng, đơn trên 1 triệu sẽ hỗ trợ mình 50% tiền ship ạ. Cảm ơn mọi người. 160 cho Như Ngọc ạ. Như Ngọc cho em số điện thoại đi nha. Rồi ok, cảm ơn mọi người. Chúc buổi chiều vui vẻ. Đợi Như Ngọc cho số điện thoại nữa là được. Khách cũ phải không? Rồi ok, bye bye mọi người nha. Bye bye, bye bye. Tèo. Tèo.